chương 1905. Trong tay cậu ta xuất hiện một cái bình. Mở nút bình ra, bỗng nhiên cả nơi ấy tràn ngập máu tanh nồng và hơi thở yêu ma. Mọi người cảm nhận hơi thở này, sắc mặt bỗng thay đổi, trong lòng cứ run rẩy Nhìn hồng nhật kính nể và tôn sùng. Thứ nhất, thứ nhất, thứ nhất, thứ nhất. Không biết là ai hết câu thứ nhất, rồi câu thứ hai câu thứ ba, giọng nói hòa vào nhau rồi trở thành biến reo hò. Trong mắt của tất cả mọi người, Hồng Nhật Linh giành được cửu nha thì đương nhiên là xếp thứ nhất cho lần thứ luyện này. Đứng đầu bảng Sơn Hà vốn là mục đích chung của mọi người. Cuống hồ, cậu ta còn làm sở công minh bị trọng thương, thành tích này võ cùng chói mắt cho dù có đặt trong những đợt thí luyện trước đó. Chúc mừng hoan hội nghe thấy những lời chúc mừng hoan hô, trên khuôn mặt của Hồng Nhật Linh không giấu nổi sự vui mừng, trong lòng khó tránh khỏi kiêu ngạo. Đàm người Mạc Lăng Thiên đứng cạnh Hồng Nhật Linh, nét mặt cũng có chút phấn khích dường như đang kiêu hãnh vì sự lựa chọn của mình chỉ có vài người đứng bên ngoài im lặng không nói gì vẻ mặt của đường tuấn rất điềm tĩnh như thể không nghe thấy với anh nhiệm vụ chuyển này đã hoàn thành còn việc có đứng nhất hay không hay hồng nhật linh đứng nhất có xác suất bao nhiêu thì anh không quan tâm cùng im lặng với anh còn có a la nạp có minh và chu kính ba người bởi vì ba người đó ở bên cạnh đường tuấn không biết tại sao Nhìn góc nghiêng điềm tĩnh của Đường Tuấn, ý nghĩ hoan hộ của bọn họ cũng kìm nén lại. Nghĩ đến chuyện Đường Tuấn thể hiện sức mạnh ở cổ vực, rồi nhìn đám người vây quanh Hồng Nhật Lính, nét mặt ba người có chút nghiêm nghị, âm thầm so sánh hai người với nhau. Ba người này không tránh khỏi có chút kinh ngạc. Phải biết rằng trước khi bắt đầu thí luyện, Đường Tuấn ở gần cuối bảng Sơn Hà, còn Hồng Nhật Linh ở đầu bảng, khoảng cách của hai người thật sự như núi sông, sẽ không có ai gắn kết được hai người lại với nhau. Các trưởng lão đến rồi bảo vệ thành phố còn có đội bảo vệ thành bỗng nhiên tiếng reo hò của mọi người ngừng lại mọi người nhìn ra bên ngoài tòa nhà có một đám người đang đi về hướng này đi đầu là đội bảo vệ thành phố của thành man thú ai cũng là tu sĩ của cảnh giới nguyên anh trung kỳ từng trải qua sát phạt không khí hung thần bao trùm lấy nơi đây theo sau là trưởng lão của thần đình và các tướng lĩnh của thành man thủ dường như đều tu luyện trong cảnh giới nguyên anh hậu kỳ thậm chí không thiếu các tu hành giả lớn mạnh của cảnh giới nguyên anh đỉnh cao Đến khi bọn họ nhìn thấy người đi cuối cùng, nét mặt bỗng trở nên nghiêm túc. In, hơi thở của mọi người đều trở nên nặng nề, có dần dần, hơi thở người nói nhỏ, thống lĩnh đại nhân đích thân đến, chẳng lẽ muốn thu hồng nhật linh đại ca làm đệ tử ư? Thống lĩnh phương Tây vẫn chưa nhận đồ đệ, nếu thật sự là như vậy thì há chẳng phải nói hồng nhật linh đại ca sẽ trở thành người duy nhất đích thân được truyền của thống lĩnh đại nhân. Những tiếng bản tán xôn xao nhạt dần, mọi người nhìn Hồng Nhật Linh với ánh mắt nóng hừng hực và đầy ngưỡng mộ. Nụ cười trên khuôn mặt của Hồng Nhật Linh càng thêm rạng rỡ. Trước kia, cậu ta có thể coi thưởng yêu cầu nhận đệ tử của thống lĩnh thần đinh, đó là vì vị thống lĩnh ấy yếu nhất trong bốn thống lĩnh, hơn nữa thu nhận đồ đệ cũng không ít. Phương Tây thì khảo, còn thống lĩnh phương Tây thì khác, ông ta mạnh nhất trong tứ đại thống lĩnh thần đình, đến nay vẫn chưa nhận đồ đệ có rất nhiều câu chuyện huyền thoại trong đó rung động lòng người nhất chính là tên gọi người đầu tiên dưới hóa thần. Nếu thật sự có thể trở thành đệ tử của thống lĩnh phương Tây thì giúp ích rất nhiều cho anh. Nghĩ đến đó, Hồng Nhật Linh len lõi vào dòng người tiến đến phía trước, chuẩn bị nhận lầy vinh quang của mình. Bắt đường tuấn lại. A lệnh của trưởng lão Giang cùng với tiếng ra lệnh của trưởng lão Giang Thần Đinh, đội bảo vệ thành phố chen lên và chạy nhanh đến tử lầu vây bắt đường tuấn quân sĩ của đội bảo vệ thành phố ai cũng cầm bảo khí trên tay, trên người mặc bảo giáp, ánh mắt hung hãn như hổ, nhìn chằm chằm đường Tuấn với tràn đầy ý định giết người. Trưởng Lão Giang, chuyện gì xảy ra thế? Audio điện tử võ tấn bền chương 1906 Hồng Nhật Linh trao mày, có chút giận dữ không vui. Chuyện xảy ra đột ngột khiến mọi người chỉ tập trung vào đường Tuấn, làm cậu ta cảm thấy bị đối xử lạnh nhạt trưởng lão Giang nhìn Hồng Nhật Linh, khen ngợi nói, Hồng Nhật Linh, cậu làm tốt lắm, lát nữa thống lĩnh đại nhân sẽ đích thân ban thưởng cho cậu. Ông ta liếc nhìn đường Tuấn, lạnh lùng nói, người này thông đồng với tộc âm nha mưu hại đệ tử thần đình, chúng ta phải bắt lấy và cha. Hồng Nhật Linh nghe xong, sự phẫn uất bỗng tan biến, cậu ta cười nói. Người này đúng là hành động kỳ lạ, tôi vốn nghĩ anh ta che giấu sức mạnh, hoặc là có cơ duyên khác, nào ngờ lại cùng tộc M nha thông đồng làm bậy, thật đúng là nỗi sỉ nhục của thần đình. Trưởng lão Giang cứ việc ra tay. Ánh mắt của Mạc Lăng Thiên ba người bỗng trở nên lạnh lẽo như được phủ một lớp băng. Trưởng lão Giang vuốt sâu nói, Hồng Nhật Linh, quả đúng là cậu biết nguyên tắc, tương lai của thần đình trong cậy vào cậu rồi. Cuộc nói chuyện chỉ ngắn ngủi, chẳng mấy chốc tất cả mọi người đều dồn ảnh mất vào đường Tuấn, có coi nhẹ có xem thường có ý giết. Thông đồng với âm nha chính là khác loài, ai cũng có thể giết anh. A à, la nạp ba người cũng sướng sờ, đứng cạnh đường Tuấn không biết làm thế nào. Trưởng lão Giang, ông nói tôi thông đồng với âm nha, có chứng cứ không? Đường Tuấn bỗng nhìn chăm chăm trưởng lão Giang, trầm giọng hỏi. Trưởng lão Giang lạnh lùng hừ một tiếng. Có vài người từ bên ngoài tử lầu đi vào, đi đăng trước là Đỗ Ca Ngọc. Đỗ Ca Ngọc chỉ tay về đường Tuấn, kính cẩn nói là chúng tôi tận mắt nhìn thấy. Đường Tuấn thông đồng với, không sai. Đường Tuấn thông đồng với âm nha, là tôi đã tận mắt nhìn thấy. Đám người sau lưng Đỗ Ca Ngọc cũng hét theo. Những tên này trước kia bị Đường Tuấn đuổi ra khỏi cổ vực. A à, La Nạp ba người đương nhiên nhận ra bọn họ, nghe thấy những lời này, sao còn không đoán ra được đó hoàn toàn là âm mưu bọn họ kết hợp lại đối phó với Đường Tuấn. Cậu còn có lời gì muốn nói? Trưởng lão Giang từ trên cao nhìn Đường Tuấn. Trong tay của quân sĩ của đội bảo vệ thành phố có đủ các loại ánh sáng, đó là dấu hiệu bảo khi được sử dụng một đội quân sĩ có 12 người, phối hợp với bảo khí và trận pháp, ngay cả cảnh giới nguyên anh cao nhất cũng có thể giao đấu. Đường Tuấn nhầm mắt làm ngơ, lạnh lùng liếc nhìn trưởng lão Giang và nói, nếu bọn họ thật sự bắt gặp cảnh tôi và em mờ nhà thông đồng với nhau thì sao còn sống được đến không đợi trưởng lão Giang trả lời. Đỗ Ca Ngọc nói, đó là vì chúng ta đủ mạnh, kịp thời và nát lệnh bài nên mới có cơ hội trốn thoát và vạch trần tội ác của anh với các trưởng lão. Một đám giác rưởi cũng dám nói mạnh, Giọng nói lạnh lùng của Đường Tuấn vang lên. Bỗng nhiên có gió thổi. Tiếp đó, lại là một tiếng va chạm nhỏ vang lên. Đỗ Ca Ngọc và đám người sau lưng cậu ta cùng bay ngược ra ngoài, ngực bị hộp lại, không biết là có bao nhiêu xương cốt bị gây ra lại không biết là có ha. Lúc này, Đường Tuấn dần biển mất trong sự bao vây của đội bảo vệ thành phố. Cùng lúc đó, một giọng nói lạnh lùng vang lên phía sau Trưởng lão Giang. Trưởng lão Giang, ông thấy trước mặt tôi bọn họ có cơ hội vò nát lệnh bài không? chưa đầy một cái chớp mắt, tàn dư Đường Tuấn để lại mới bắt đầu tan biến. Đường Tuấn đánh đám người Đỗ Ca Ngọc bị thương, cuối cùng lặng lẽ bước đến sau lưng trưởng Lào Giang thập định. với tốc độ ấy, không có ai là không xúc động. trong lòng mọi người dần sinh nghi ngờ, bởi nếu như Đường Tuấn thật sự bùng nổ với tốc độ này thì đảm người Đỗ Ca Ngọc ngay cả thời gian vò nát lệnh bài cũng không có cơ thể của trưởng lão Giang bỗng nhiên cứng đơ đặc biệt là ông ta cảm nhận được hàm ý lạnh như bằng trong giọng nói của đường tuần điều đó càng khiến ông ta thấy sợ hãi sức mạnh này vượt xa ông ta rồi khoảnh khắc vừa rồi nếu đường tuấn muốn giết ông ta thì ông ta đã chết rồi đường tuấn anh muốn làm gì muốn ham dọa giết người ư cho dù đỗ ca ngọc bọn họ tổ cáo không đúng sự thật thì anh cũng nên bỏ tay chịu trói chấp nhận thần đình điều tra tôi tin thần đình sẽ trả lại công bằng cho anh trong lúc mọi người đang nghi ngờ và sợ hãi thì Hồng Nhật Linh bỗng đứng ra, cậu ta chắp hai tay sau lưng, lạnh sấn, trách anh tê lùng nhìn đường Tuấn, trách anh bang giọng nói vô cùng nghiêm khắc. chương 1907 Lời Hồng Nhật Linh nói giống như là một mệnh lệnh, một mệnh lệnh không thể làm cho người khác từ chối. Nhưng nghe những lời này, người xung quanh không có bất kỳ cảm xúc khó chịu nào, chẳng qua là cảm thấy chuyện đương nhiên. Hồng Nhật Linh là người đứng đầu bảng Sơn Hà, đệ nhất thí luyện, chiếu theo thông lệ khóa trước, cậu ta là đại ca của nhóm đệ tử thần đinh này, trừ khi xuất hiện một người đệ tử hùng mạnh ưu tú hơn so với cậu ta. Mà đường tuần, đương nhiên cũng không thể ngoại lệ, an toàn nên mình, nếu như được. Trong sân hoàn toàn yên tĩnh, nếu như đường tuấn không tuân theo mệnh lệnh, vậy thì Hồng Nhật Linh sẽ ra tay. Tất cả mọi người đều muốn nhìn tu cuộc đã đạt đến bước nào, vì của Hồng Nhật Linh rất cửu nha có phải hùng mạnh như trong truyền thuyết hay không. Bọn họ nhìn đường tuấn, trong ánh mắt không khỏi mang theo vẻ thông cảm và thương hại. Đúng là một kẻ đáng thương. Bỗng nhiên đường Tuấn cũng trở nên trầm mặc có vài người nhìn thấy sắc mặt của anh bình tĩnh lạ thường, không có một chút dáng vẻ tức giận và không cam lòng. N mặc này khiến cho Hồng Nhật Linh cảm sự trầm mặc này khiến cho Hồng Nhật Linh cảm thấy rất là lũng tăng, làm cho cậu ta cảm thấy mình có chút giống một thắng hề lầm bẩm vì vậy trong lòng của cậu ta sinh ra chút căm phẫn, giọng nói lại lạnh lùng, nghiêm nghị hơn vài phần, giống như gió đông giá rét thổi qua cánh đồng tuyết, mang đến một hương vị sơ sắc tiêu điều, điều, mày, đã nghe thấy chưa? Mạc Lăng Thiên, Liễu Ngọc Duy và An Thi liếc mắt nhìn nhau, trong mắt lướt qua một chút xíu cợt và ý cười. Mạc Lăng Thiên thầm nghĩ, cái tên này cho rằng nơi đây vẫn còn là cổ vực Bạch Vũ sao? Trong cổ vực Bạch Vũ, đường Tuấn bộc phát ra sức mạnh khiến cho bọn họ kinh hãi không thôi, ngay cả bọn họ cũng không thể không thừa nhận. Khi đó đường Tuấn thật sự rất nhân khi đó Dương Tu mạnh mẽ, mạnh mẽ đến hồng bang. Nhật Linh cũng tự nhận không. Nhưng bay bay, ở đây không phải là cổ vực Bạch Vũ, mà là ngoại giới mà bọn họ có thể phát huy toàn bộ thực lực. Cửu Nha đã từ chối đường Tuấn, lựa chọn Hồng Nhật Linh. Âm tinh lại thông Nhật Linh quan trọng hơn chính là Hồng Nhật Linh đã đột phải. Đúng vậy, đột phá. Quá trình mấy ngày liên tục truy sát bờ coi trong quá trình mấy ngày liên tục truy sát sở công minh, Hồng Nhật Linh đã từ cảnh giới Nguyên Anh Trung Kỳ đột phá đến cảnh giới Nguyên Anh Hậu Kỳ, cũng chính là dựa vào khoảnh khắc đột phá, Hồng Nhật Linh mới làm sở công minh bị thương. Ban cảnh giới, Hồng Nhật Linh và Đường Tuấn đã không kèm bao nhiêu, cộng thêm cửu nha tương trợ, có thể nói, ngoại trừ cảnh giới bản bộ hóa thần ra, Hồng Nhật Linh gần như là vô địch trong cảnh giới Nguyên Anh. Đây là lòng tin của bọn họ đối với Hồng Nhật Linh, cũng là sự tự tin của Hồng Nhật Linh. Hùng mạnh, mới có thể tự tin. Ha ha! ban vang chấm len một chùm tiếng cười khẩy nhân nhất vang lên đường tuần chầm chậm xoay người khóe môi nhếch lên nụ cười hơi lạnh lẽo anh duỗi một ngón tay ra chỉ vào đầu mình hỏi mây có phải chỗ này có vấn đề không mọi người lập tức ngơ ngác tên này điên rồi sao lại dám nói đầu óc hồng nhật linh có vấn đề trong mắt hồng nhật linh lập tức ư máu là thật sự ở máu vô số tờ máu nhỏ li ti chi chít giống như mạng nhện hiện đầy đồng tử của cậu ta làm cho cậu ta trông rất yêu dị rất khủng bố. Chỉ là lúc này phần lớn người đều cho rằng nguyên nhân đó là Hồng Nhật Linh lửa giận bùng lên, không cách nào tự kiềm chế, cũng không suy nghĩ nhiều. Mày tự tìm cái chết, giọng nói tựa như dã thú phát ra từ miệng Hồng Nhật Linh. Khí tức khủng khiếp theo đó mà nở rộ, không gian xung quanh cậu ta xuất hiện dấu hiệu bóp méo, cả tòa nhà cũng hơi lung lay. Trong tay Hồng Nhật Linh xuất hiện một thần binh kỳ quái, giống như đạo mà không phải là đạo giống như kiểm mà không phải là kiếm mỗi người đều có thể nhìn thấy nhiều mẫu binh khí từ thần binh đây chính là cửu nha sao nghe đồn nó có chín hình những linh khi man dạng là một trong những linh khí mạnh nhất thế giới này cho dù là các trưởng lão thần đình hay là những người đệ tử tham gia thi luyện kia ánh mắt đều không khỏi bị thanh thần binh kia hấp dẫn nhịn không được thấp giọng bản tán tôi thấy rất bình thường còn không bằng thanh kiếm của tôi đây chẳng lẽ là trải qua nhiều năm như vậy cửu nha bị hư hại. Có một người tu sĩ trẻ tuổi nhíu mày, cúi đầu nhìn thanh kiếm buộc ở thắt lưng, có chút khó hiểu nói: "Kiếm ở bên thắt lưng anh ta, là môn phải ban cho, là một thanh bảo khí phẩm cấp không tệ." Không chỉ anh ta, những người khác trong sân cũng không khỏi nghĩ đến những điều này. Cửu nha dường như giòn đét, còn ca không mạnh mẽ như lời đồn đại, còn không mang thanh kiếm bên thắt lưng, đạo côn trong tay bọn họ. Nhưng mà khoảnh khắc ý nghĩ này sinh ra, bọn họ cảm thấy kiếm bên thắt lưng, đạo côn trong tay bỗng nhiên run lên, phát ra âm thanh vù vù. Em mờ thanh vũ và dần phát lên, giống như hàng trăm hàng ngàn con ong mật đang rung đồng đôi cánh. chương 1908 Trong lòng đám người ngơ ngẩn, không biết đã xảy ra chuyện gì. Sau một lúc, việc làm cho bọn họ càng thêm khiếp sợ đã xảy ra. Cho dù là kiếm, đạo hay là côn, đồng thời thoát khỏi sự khống chế vốn có của chủ nhân, tiếp đó bắn về phía đường Tuấn, sức mạnh chấn động làm cho lòng người kinh hãi tản ra từ trên đủ loại binh khí, có ác liệt, có nặng nề, có ngang ngược. Ước chừng gần trăm loại binh khí bắn về phía đường Tuấn, nếu như thật sự nổ ra, đường Tuấn chắc đắp thành thị này từ nổ ra đường Tuần trả NS chắn sẽ bị. Lúc này, mọi người nào còn có thể không hiểu rõ, ánh mắt sợ hãi nhìn cửu nha trong tay Hồng Nhật Linh. Vũ khí không động, lại có thể ra lệnh trăm vũ khí điều động vì nó, không hổ là linh khí trong truyền thuyết, quả nhiên là mạnh mẽ không hổ là hồng nhật linh, quá nhiên là hùng mạnh. Các trưởng lão thần đình đều lộ vẻ xúc động, trong bọn họ có vài người tuy cảnh giới cao hơn một chút so với hồng nhật linh, nhưng tự nhận đối mặt trăm vũ khí công kích này chỉ có thể thoái lui. Sóng sau vô sông trước, chúng ta những lão già này tu vi cũng không nắm vững nữa, ngay cả những tên nhóc này đều sắp đuổi kịp chúng ta rồi. Có người cười nói, Bạch Thuy Du ở phía sau cùng của đám người vẻ mặt thở ơ, nhưng một ngón tay trỏ đã hơi co lại, chỉ cần Đường Tuấn vừa có nguy hiểm tính mạng, anh ta sẽ ra tay. Không ai xem trọng Đường Tuấn, hoặc có lẽ là mọi người chỉ quan tâm Hồng Nhật Linh giành thắng lợi như thế nào. Quá sức tưởng tượng rồi. Sức mạnh của trăm vũ khí bao phủ xuống, Đường Tuấn khẽ ngẩng đầu, nhìn những thanh đao kiếm côn kia, nhếch miệng lên thành một nụ cười khinh miệt. Bàn tay anh giơ lên, sau đó hạ xuống. Tác đơn giản đấy của anh, trăm vũ khí vốn theo một động tác đơn giản mạnh mẽ như quải vật lao đến, Tốc độ bỗng nhiên giảm bớt xuống trên diện rộng, cuối cùng ngừng lại, giống như trên đường bọn chúng đi tới có thêm một vũng bùn, nửa bước không thể vào. Chấn thiên địa. Đạt đền thần thông tự sáng tạo của cấp bậc đại thừa viên mãn, dưới sự gia trì của hơn 90 loại thần thông, không biết mạnh hơn bao nhiêu lần so với thần thông bình thường. Người trong sân cấp, Hồng Nhật Linh ngơ ngác, nhìn cảnh tượng gần như bất động kia, nhịn không được lòng sinh rung động. Không gian pháp tắc, bỗng nhiên không biết người nào đã nói một câu. Trong lòng mọi người chấn động mạnh, vẻ mặt nhìn về phía đường Tuấn thay đổi đột ngột. Đúng vậy, cảnh tượng này không phải rất giống với sức mạnh của không gian pháp tắc sao? Thế nhưng là không gian pháp tắc không phải được gọi là một trong mấy loại pháp tắc khó lĩnh ngộ nhất, sao tên ở kể cuối bảng Sơn Hà cũng có thể lĩnh ngộ được. Trong mắt các trưởng lão thần đình cũng lộ ra vẻ khiếp sợ, kiến thức của bọn họ so với người tu sĩ trẻ tuổi càng cao vời, hiểu biết đối với pháp tắc càng nhiều, nhưng cũng bởi vì như thế thần sắc chấn động của bọn họ càng thêm dày đặc sức mạnh này cho dù không phải không gian pháp tắc nhưng cũng đã là hình thức ban đầu của không gian pháp tắc trên gương mặt không biểu cảm kia của bạch huy du lại lộ ra một nụ cười không thể nào hồng nhật linh bỗng nhiên kêu lên trầm giọng nói tao cũng chưa lĩnh ngộ được không gian pháp tắc làm sao mày có thể lĩnh ngộ được không gian pháp tác nghe giống như đứa trẻ cãi nhau có lời nói này nghe giống như đứa trẻ cãi nhau có cảm giác ganh đua mọi người nghe thấy câu nói này, ánh mắt nhìn về phía hồng nhật linh lập tức có chút thay đổi. tên thiên tài này hình như không hùng mạnh như trong tưởng tượng của bọn ho. câu hỏi của hồng nhật linh không nhận được bất kỳ câu trả lời nào, mọi người thấy ánh mắt của cậu ta bắt đầu thay đổi, không còn giống nóng hầm hập biên cuồng như trước. lúc này mọi người mới nhớ tới, vốn dĩ thiên tài trên đời này không chỉ có một mình hồng nhật linh, mặc dù đường tuần không bằng hồng nhật linh. Nhưng bây giờ tuổi tác như vậy đã lĩnh ngộ được hình thức ban đầu của không gian phát tắc, chỉ ít bán bộ hoa thần đã là ván đã đóng thuyền. Nếu như có thêm một chút cơ duyên nữa, may mắn bước vào vậy thì sẽ trở thời cảnh giới hóa thần, vậy thì sẽ trở thành một trong những cường giả đáng sợ nhất trên thế giới này. Huân có vài người nhìn Đường Tuấn, không khỏi ngơ ngác im lặng, nghĩ thầm tên này ẩn nấp đến bây giờ, chính là để bộc phát một chiêu này, trở thành hắc mã trong mắt mọi người sao, quả nhiên là kế hoạch thật thầm lặng. Hồng Nhật Linh chậm rãi giờ cửu nha lên, vẻ mặt trở nên lạnh lùng, một tia sát ý vô cùng ác liệt phát ra từ trên người cậu ta, tập trung vào đường Tuấn. Vừa rồi thủ đoạn khu bách khi chẳng qua là mánh khóe sơ cấp nhất của cửu nha, là mánh khóe mạnh mẽ mà cậu ta tận lực triển khai về phía những người khác. Đáng tiếc biến khéo thành vụng, trái lại làm cho cậu ta lâm vào tình cảnh lúng túng. Mà bây giờ, cậu ta đã thật sự nghiêm túc. Cậu ta thật sự muốn giết đường Tuấn, tiêu diệt đối thủ có khả năng sẽ trở thành kẻ địch của cậu ta trong tương lai này. chương 1909 Đường Tuấn khế nhíu mày, trong lòng giận dữ, thật sự cho rằng mình không dám giết người sao. Đủ rồi, đúng lúc này, một giọng nói vang lên trong sự yên lặng. Bùm một tiếng, khí thế và sát ý của Hồng Nhật Linh đều bị giọng nói này đè nên quay về trong cơ thể. Vẻ mặt mọi người run sợ, cùng nhau nhìn về nơi phát ra hồi khom lưng, một lô da và âm thanh, sau đó hơi khom lưng, mặt lộ ra vẻ cung kính. Đội ngũ bên ngoài tòa nhà tách ra thành một con đường, y du chấp tay sau lùng từ giữa đường chi bạch thụy du chấp tay sau lưng từ giữa đường chậm rãi đi qua. Ánh mắt của anh ta cách tòa nhà, rơi trên mặt hồng nhật linh, mỗi một thiên tài đều là kho bầu và tài nguyên của thần đình tôi, lẽ nào là người cậu có thể tùy ý giết hại. Thế nhưng thống lĩnh, anh ta cấu kết với bộ tộc mờ nha, muốn ngưu hại thần đình, chứng cứ vô cùng xác thực, sắc mặt hồng nhật linh tái xanh, Oán hận nhìn Đường Tuấn, không cam lòng nói. A à, chuẩn bị vận dụng sốt có vừa rồi cậu ta đã chuẩn bị vận dụng sát chiêu cấm kỵ trong cửu nha, một phát chém giết Đường Tuấn. Với sự thúc giục cảnh giới hiện nay của cậu ta, sát chiêu cấm kỵ thậm chí có thể giết chết cảnh giới bán bộ hóa thần thông thường. Chỉ cần ra chiêu, cho dù Bạch Thụy Du muốn ngăn cản cũng không kịp. Nhưng một tiếng quát khế của Bạch Thụy Du khiến cho khí thế của cậu ta tán loạn, dưới sự cần trả cũng bị thương không nhẹ. Chứng cứ Bạch Thụy Du nói, thống lĩnh, lời nói của chúng tôi chính là chứng cứ đường tuấn cấu kết với bộ tộc M nha, nhất định phải chu diệt. Đại ca Nhật Linh trừ hại vì nhân loại, có công lớn. Đám người đỗ ca ngọc đứng ra, một bộ dạng liều chết can giản, can đảm không sợ chết. Sau khi nhìn thấy đường tuấn thi triển hình thức ban đầu của không gian pháp tắc, mấy người đã biết rõ chuyện này đã không có cách nào bỏ qua, nhất định phải bóp chết anh trước khi trưởng thành. Các người nói, đúng lúc này, một giọng nói trầm thấp bỗng nhiên vang lên. Giọng nói này cũng không lớn, nhưng lại rõ ràng truyền vào trong tại của mỗi người. Trong nhảy mắt, ánh mắt mọi người đều rơi lên trên mặt người kia. Đồ ca ngọc nhìn người kia, giọng nói lạnh lẽo đến vô cùng, a la nạp, máy nói cái sai gì. Người nói chuyện không phải ai khác, chính là a la nạp. Ngay cả cổ minh và chu kinh cũng không ngờ đến, a la nạp vậy mà lại đứng ra vào lúc này, không khỏi có chút khiếp sợ nhìn cậu ta. Bị nhiều người nhìn như vậy, Ala nạp cũng có chút căng thẳng, sắc mặt trở nên hơi tái nhợt, trong tay ý thức nằm chặt đoạn kiếm. Thế gian không thể dò được lòng người, chỉ có kiếm trong tay và lý lẽ trong tim có thể cho cậu ta một chút ấm áp. A la nạp thở ra một hơi, ngẩng đầu, ánh mắt nhìn thẳng đỗ ca ngọc, giọng nói như sắt pha chạm vào nhau, rơi xuống đất phát ra tiếng các người nói dối. Đường Tuấn chẳng những không có cấu kết với bộ tộc em mờ nha, anh ta còn cứu được các người ở trong cổ vực anh ta chẳng qua là đã từ chối yêu cầu vô lý của các người, thì an ao anh la nhu đờ, trang tin các người đã nói xấu anh ta như thế, lương tâm của các người là bị chó ăn rồi sao? Yêu cầu vô lý cái gì? Có người hỏi, A à, la nạp không để ý đến ý lạnh lẽo trong con mắt đỗ ca ngọc, nói ra chuyện xảy ra bên trong cổ vực. Đã cứu bọn họ, còn phải làm hộ vệ miễn phí cho bọn họ. Những người này sao lại có thể trợ trảo như vậy? Sau khi A à, la nạp nói xong, mọi người thấy ánh mắt của đám người đỗ ca ngọc trở nên khó tả và khinh bỉ thậm chí có vài người còn lên tiếng mắng mày mới nói láo mày và đường tuấn là cùng một bọn đương nhiên nói đỡ cho anh ta thống lĩnh đại nhân lời si mới là thật để ca nước phân nó kêu nơi chúng tôi nói mới là thật đỗ ca ngọc phẫn nộ kêu lên không sai chúng tôi cũng có thể làm chứng lời a la nạp nói đều là thật chu kinh và cổ minh cũng đứng ra hai người bọn mày trong mắt Đỗ Ca Ngọc bỗng hiện lên sát ý, sớm biết thì đã giết ba tên này trong cổ vực. Lời chúng tôi nói mới là sự thật, mấy người ở sau lưng Đỗ Ca Ngọc thấy tình hình không ổn, liều mạng kêu lên. Phù phù, Đỗ Ca Ngọc bỗng nhiên quỳ xuống, giọng nói nghẹn ngào, ngập tràn cảm giác trách trời thương dân, thống lĩnh đại nhân, xin tin tưởng chúng tôi, tên này đáng chết. Mấy người phía sau cậu ta sững sờ, sau đó cũng quỹ xuống, thấp giọng nói chẳng lẽ thống lĩnh đại nhân chẳng lẽ muốn để cho chúng tôi thất vọng đau khổ sao? Vốn đi đám người đỗ ca ngọc tố cáo đường Tuấn, các trưởng lão thần đình rất tin tưởng, nhưng cùng với việc đường Tuấn hiện ra thiên phủ, cùng với ba người A la nạp đứng ra nói giúp cho đường Tuấn, bọn họ lập tức không biết nên phân xét như thế nào. Thế là, bọn họ chỉ có thể nhìn về phía Bạch Huy Du, chờ đợi quyết định của anh ta. Vẻ mặt Bạch Huy Du hờ hứng, cho dù đám người đỗ ca ngọc quỳ xuống, vẫn không làm cho tâm tình anh ta dao động chút nào. Anh ta nói, đứng lên. Đỗ ca ngọc lắc đầu, nghiêm nghị nói, đại nhân không xử đường Tuấn có tội, thì chúng tôi không đứng dậy. Anh ta còn sống, thì chúng tôi cùng nhau chịu chết. Chúng tôi cùng nhau chịu chết. Lấy cái chết cưỡng ép. Bọn họ đang ép Bạch Thụy Du giết đường Tuấn. chương 1910. Mọi người hoàn toàn yên lặng. Trong lòng các trưởng lão thần đinh đã đoán được chân tưởng sự việc, nhưng trái lại chân tướng đã không còn quan trọng trong thời khắc này đám người đỗ ca ngọc này không chỉ là đại diện cho cá nhân còn có thể lực phía sau bọn họ cưỡng ép như thế bạch thủy du dường như chỉ có cúi đầu đi một con đường nhi cu đồng trong máu màn đầy sảng khoái hồng nhật linh cúi đầu trong mắt tràn đầy sảng khoái thầm nghĩ thiên phủ có lợi hại hơn nữa thì có ích lợi gì không có bối cảnh trèo trống cuối cùng chỉ có thể mặc hắc cách cho người khác sắp đặt tính mạng ở trong tay mình không cách nào nằm giữ. Rất tốt, vừa rồi các cậu muốn lấy cái chết bày tỏ trí nguyện à, can đảm lắm. Bạch Thủy Du nói, nghe thấy lời này, trên mặt đám người đỗ ca ngọc lộ ra nét vui mừng, liên tục gật đầu, nói, đúng vậy, đại nhân. Nhiều nào đó sao, 99 y bồn thống lĩnh đại nhân cũng khen ngợi bọn họ, không phải đã để lộ ra một tín hiệu nào đó sao. Nghĩ đến những điều này, trong lòng bọn họ không khỏi nhiên nhiều người sức mạnh lớn ngày đắc ý. Quả nhiên nhiều người sức mạnh lớn, ngay cả thống lĩnh phương Tây thần bí hùng mạnh cũng phải cúi đầu. Chỉ có những tướng lĩnh và đội phòng thủ thành man thú kia, không có biểu lộ bất kỳ cảm xúc gì, ngược lại thu hồi bảo khí, đứng qua một bên. Trong sự đắc ý của đám người đỗ ca ngọc, trong sự lo lắng bất an của các trưởng lão thần đình, giọng nói Bạch Huy Du vang lên lần nữa, nếu cậu sẵn lòng chịu chết, vậy thì cậu đi chết đi giọng nói bình tĩnh, giống như đang hỏi bạn ăn cơm chưa. Đỗ ca ngọc chợt ngẩng đầu, mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Mối cậu ta hơi hả ra, lại không phát ra âm thanh nào, bởi vì đầu của cậu ta đã rời khỏi thân thể của cậu ta. Chị Thủy do như đáo, anh giọng nói bạch huy du như đao, anh ta nói xong một câu, đầu đỗ ca ngọc đã bị chém đứt. Trên cổ đỗ ca ngọc vốn còn đang mang theo ngọc bội phòng thân do trưởng bối trong tộc ban cho, đó là một bảo vật có thể đỡ một cú đánh của cảnh giới nguyên anh đỉnh cao. Nhưng không biết lúc nào, ngọc bội phòng thân đã vỡ thành hai nửa, lúc này mới phát ra âm thanh soạt soạt, sau đó rơi trên mặt đất, phát ra âm thanh trầm thấp khó chịu. Thi thể không đầu của đỗ ca ngọc vẫn đứng thẳng, máu tươi như nước suối từ nơi cổ bị đứt phun ra ngoài, nhìn vô cùng kinh khủng. Bạch Thuy dù đích thân ra tay, Đỗ Ca Ngọc đương nhiên ả năng xong so tay do Ngọc Đờ không có khả năng sống sót. Âm thanh Ngọc bội rơi xuống đất, âm thanh máu tươi phun trào khiến cho mấy người ở sau lưng Đỗ Ca Ngọc đột nhiên kinh sợ, bàn tay ý thức sờ lên cổ. Sau khi nhận ra còn toàn vẹn, chẳng những không có bất kỳ vui sưởng nào, trái lại là một luồng hơi lạnh từ bàn chân vọt lên đỉnh đầu. Bọn họ nhìn về phía vị thống lĩnh đại nhân vẫn không có biểu cảm kia, tâm tình phức tạp, ánh mắt sợ hãi các trưởng lão thần đình khiếp sợ không thôi thống lĩnh bạch thụy du sao dám làm như thế không sợ đắc tội với những thế gia và môn phái kia sao hồng nhật linh cùng đông đảo các đệ tử tham gia thì luyện càng đông cứng tại chỗ một loại cảm xúc tên là kinh khủng tràn ngập trong bọn họ chỉ có các binh sĩ của thành man thú vẫn là trầm mặc không nói nét mặt bình tĩnh không có chút bất ngờ nào thống lĩnh đại nhân thực lực sâu hiểm khó dò sát phạt quyết đoán giết cái đám không muốn sống mà ngay cả biển tinh thần cũng biết kia bọn quỷ sứ này lấy cái chết cưỡng ép không khỏi có chút quá buồn cười cái chết và sợ hãi chưa bao giờ tồn tại trong cuộc đời thống lĩnh đại nhân còn người nào muốn chịu chết không giọng nói bạch huy du bình thản như thường quy rất tốt chặt đầu tương đối dễ dàng xót xót không có chút gì do dự sau lưng đỗ ca ngọc những con nhà thế gia vốn lấy cái chết cưỡng ép kia đồng loạt đứng dậy Lời nói của Bạch Thụy Du rất là điềm tĩnh, nhưng dường như có một sức mạnh không thể tưởng tượng nổi, không ai dám chống lại. Đỗ ca ngọc chống cự lại nên đã chết rồi. Những người ban đầu chống lại đều muốn được sống nên họ đã đứng lên, rồi sau đó kính cần bước sang một bên. Nói đi, Bạch Thụy Du nhìn bọn họ và khẽ nói. Ca giao ca mi ý nghĩa ca những người kia đâu dám có ý nghĩ nào khác nên bọn họ đã kể lại chuyện đã xảy ra ở cổ vực một lần nữa những gì họ nói cũng gần giống như những gì A à, Lan Nạp đã nổi. Nói xong, bọn họ im lặng đứng dậy, cơ thể có chút run rẩy giống như một đứa trẻ phạm lỗi sai đợi bị xử phạt. Nào ngờ, Bạch Thụy Du hoàn toàn không có ý xử phạt bọn họ, thậm chí không thèm liếc nhìn. Anh ta sải bước, từ bên ngoài tòa nhà đi đến trước mặt đường Tuấn, nói với ánh mắt khen ngợi anh khá lắm. Ông là gì với vị thống NS đường Tuấn không lạ gì với vị thống lĩnh phía tây bị ẩn này, nhưng anh có chút mơ hồ, không hiểu tại sao đổi phương lại bảo vệ anh. Có cơ hội lại cùng nhau uống rượu. Giọng nói của thống lĩnh bỗng truyền vào trong tinh thần của anh. Giọng nói đã biến đổi, nhưng đường Tuấn không thấy giọng nói này lạ lắm, chính là người đã cùng anh uống rượu ở bên bảng Sơn Hà cách đây không lâu. chương 1911, ánh mắt của đường Tuấn bỗng sáng rực, anh cũng trả lời lại bằng cách truyền âm, thì ra là anh. Nhìn thấy trong ảnh mắt của Bạch Thụy Du chất chứa niềm vui, Tâm trạng của Đường Tuấn không tránh khỏi có chút phức tạp. Không ngờ, người đầu tiên anh quen ở thành thành Man Thủ chính là thống lĩnh phía Tây Bí ẩn. Lần làm quen lại này được cả hai lặng lẽ thực hiện. Trong mắt người ngoài thì hai người chỉ nhìn nhau, Bạch Thụy Du bày tỏ lời khen với Đường Tuần, ngoài ra không còn gì khác. Nếu đầu đuôi sự việc đã được làm rõ rồi thì trận đấu này thật vô nghĩa. Bạch Thụy Du liếc nhìn hai người rồi nói một câu xem như đặt một dấu chấm hết cho trận chiến này. Nếu đã là Bạch Thụy Du thì Đường Tuấn đương nhiên sẽ nể mặt. Còn Hồng Nhật Linh cũng không dám nói gì. "Trưởng lão Giang, ông còn có điều gì muốn nói không?" Bạch Thụy Du nhìn Trưởng lão Giang đang đứng sau lưng Đường Tuấn. Lúc này, chính ông ta vui mừng nhất, cũng là người vặn hỏi Đường Tuấn sớm nhất vì sợ chuyện của Đường Tuấn sẽ làm liên lụy đến ông ta. Sắc mặt của Trưởng lão Giang xám xịt, cơ thể run rẩy liên tục. Ngay từ đầu Đường Tuấn thể hiện thực lực lớn mạnh và quy luật không gian đã đủ khiến ông ta kinh ngạc, huống hồ là một loạt biển đổi sau đó. Ông ta có ngu ngốc đến mấy cũng nhìn ra được thống lĩnh đại nhân có thiện cảm với Đường Tuấn. Giang mỗ không có ý kiến khác, dường như trưởng lão Giang có chút run rẩy khi nói ra cầu này, có thể tưởng tượng ra lúc này ông ta hoảng sợ đến mức nào. Vậy thì tốt, Bạch Thụy Du gật đầu. Anh ta lại bước tiếp đến không trung, nhìn xuống đệ tử và quân sĩ thần đình bên ngoài tòa nhà, nói to, hôm nay, lần thí luyện này chính thức kết thúc, tổng cộng có 93 đệ tử thông qua thí luyện. Muốn một của các dạng hơn qua nhun trên khuôn mặt của các đệ tử thông qua thí luyện bên dưới lộ vẻ hớn hở, a à la nạp ba người không giấu nổi vui mừng. Vốn dĩ thực lực của bọn họ không thể nào thông qua lần thí luyện này, thậm chí có thể chết dưới âm nha. Có thể nói tất cả mọi chuyện đều là nhờ có đường tuấn. Bạch Thụy Du ngừng dây lát rồi nói, theo những quy tắc đã đặt ra trước đó, ai có được linh khí cửu nha sẽ đứng nhất trong lần thi luyện này nên Hồng Nhật Linh sẽ được xếp hạng nhất, có thể được tham gia vào lễ rửa tội lôi trì lần này. Thường nhấn nhàn cảm lên tất cả cối lôi bên dưới bỗng nhún nháo cả lên, tất cả đều nhìn Hồng Nhật Linh với ảnh mất ngưỡng ngộ. Lễ rửa tội lôi trì là cơ duyên có một không hai của thần đình. Các tu luyện giả trước sau lễ rửa tội lôi trì, thực lực có thể nói là một trời một vực. Đồng thời, có một số người không tránh được trong lòng thấy thổn thức cho dù đường Tuấn có xuất chúng thế nào, là người có thực lực mạnh nhất trong đợt thí luyện lần này, nhưng vậy thì đã sao? Cuối cùng Hồng Nhật Linh vẫn đứng nhất, tham gia lễ rửa tội lôi trì cũng là Hồng Nhật Linh. Nghĩ đến đây, bọn họ không khỏi đồng cảm với đường Tuấn. Sống dưới ánh hào quang của thiên tài như Hồng Nhật Linh, chắc hẳn là rất khó chịu. Lời chúc mừng xung qua nghe thấy những lời chúc mừng xung quanh, Hồng Nhật Linh lại trở nên đắc ý, cậu ta nhìn Bạch Thụy Du với ảnh mắt mong do những người xung quanh thấy vậy chợt nhớ lại điều gì đó hơi thở trở nên gấp gáp ánh mắt càng thêm nóng rực trước khi thí luyện có người tiết lộ thông tin bạch thụy du rất có thể sẽ lựa chọn một người rồi đích thân truyền trong số các đệ tử thần đình ở đây nhưng hiện giờ hồng nhật linh đứng nhất thi luyện là người có khả năng được lựa chọn nhất bạch thụy du nó yên mình nữ thành man thủ nhiều năm đúng là cần một đệ tử để kế thừa từ đời này sang đời khác anh ta dồn ánh mắt vào vị trí giữa đám đông đúng là Hồng Nhật Linh. Mọi người nhìn về hướng Hồng Nhật Linh đang đứng giữa đám đông. Mặc đù đã đoán ra được, nhưng vẫn không kìm được nghẹn ngào nói. Vẻ mặt Hồng Nhật Linh trở nên kiêu ngạo, cậu ta cong khóe môi cười. Đường Tuấn, anh có muốn làm đệ tử của tôi không? Lúc này, giọng nói của Bạch Thụy Du lại vang lên. Tôi đồng ý. Hồng Nhật Linh vô thức mở miệng rồi giọng nói bỗng im bật, cuối cùng một từ cũng không nói ra. Đám đông im bật như chết lặng giờ mọi người mới không chỉ có mình tuân nhận ra đứng ở vị trí giữa đám đông hồng nhật linh mà còn có cả đường nếu như là trước kia có lẽ tất cả mọi người sẽ thấy vô cùng kinh ngạc nhưng giờ mặc dù vẫn kinh ngạc nhưng nhưng đối với họ không phải là không thể chấp nhận được không ngờ là anh ta ông lĩnh thần đình làm chốc có một vị thống lĩnh thần đình làm chỗ dựa vững chắc còn có ai dám khinh thường anh ta Ít của mọi người chuyên là khuôn cổ ánh mắt của mọi người chuyển từ khuôn mặt của Hồng Nhật Linh sang Đường Tuấn, tâm trạng trở nên phức tạp. Tôi không đồng ý, Đường Tuấn lúc đầu trước cái nhìn chăm chăm của mọi người. Vừa dứt lời, tất cả mọi người đều sững sờ. chương 1912 Cái tên này làm gì vậy? Không ngờ lại từ chối việc thống lĩnh thần đình thu nhận đệ tử. Vốn dĩ tưởng rằng Bạch Thụy Du sẽ nổi trận lôi đình, nào ngờ trong giọng nói của Bạch Thụy Du vẫn không có chút dao động trong cảm xúc, xem ra anh vẫn không thay đổi suy nghĩ. Trước kia, anh ta từng hỏi Đường Tuấn trước bảng Sơn Hà nên không bất ngờ mấy với câu trả lời này. Đa tả thống lĩnh đại nhân. Đường Tuấn nói, xét về thực lực, hiện giờ có lẽ anh không yếu hơn bao nhiêu so với Bạch Thụy Du nên đương nhiên không thể bái sư rôi. Bạch Thụy Du nói, không sao, anh đã hiểu được thời kỳ đầu của quy luật không gian, là một thiên tài hiếm đó, tôi sẽ xin giúp anh được có tên trong lễ rửa tội lôi trì, anh hãy trân trọng điều đó. Cuối không biết nên nói gì dứt lời, mọi người không biết nên nói gì. Đường Tuấn từ chối Bạch Thụy Du, Bạch Thụy Du chẳng những không giận dữ mà còn chủ động giúp Đường Tuấn xin tham gia vào lễ rửa tội lôi trì. Chẳng phải nói thống lĩnh phía Tây sát phạt quyết đoán, gần như là tàn bạo hay sao? Sao lại dễ nói chuyện như vậy? Đường Tuấn nghe xong cũng ngẩn người. Mặc dù anh không biết lễ rửa tội lôi trì là gì, nhưng nhìn nét mặt của mọi người, anh cũng đoán ra được đó là cơ duyên tuyệt vời. Cảm ơn, Đường Tuấn lại nói cảm ơn một lần nữa. Bạch Thụy Du nói, tôi rất coi trọng anh, Bạch Thụy Du chỉ nói mấy câu ngắn gọn rồi rời khỏi. Mọi người nhìn Hồng Nhật Linh đang đông với vẻ mặt khó tả. Đứng giữa đám, lúc đầu cứ tưởng đứng nhất thí luyện có thể trở thành đệ tử của Bạch Thụy Du, kết quả không được như mong đợi. Lúc đầu cứ tưởng chỉ có cậu ta mới có thể tiến vào lôi trì, kết quả là đường Tuấn cũng có tên. Người đăng thương, mọi người nói thầm trong lòng, nói thầm. Hồng Nhật Linh siết chặt nắm đấm, nét mặt dần trở nên du ton. Bạch Thụy Du không phải đang nói đùa. Ngày hôm sau, cải tên đường Tuấn tham gia vào lễ rửa tội lôi chỉ chính thức được duyệt và công bố với mọi người. Không biết là cố ý hay vô tình, đường Tuấn tham gia lễ rửa tội lôi chỉ cùng ngày với Hồng Nhật Linh. Trong phút chốc, cuộc thảo luận về cả hai lại trở nên sôi nổi tại phủ thành chủ thành man thú bạch thụy du đứng bên lan can của gác lửng cao biết đang nghĩ ngợi điều gì nhất anh ta nhìn ra xa không thắng theo tầm mắt của anh ta chính là khu vực biển tinh thần co làm mắt của anh ta chính là khu vực đợi rất lâu bạch thụy du mới chậm rãi nói ngày mai mọi người sẽ đi đến căn cứ thần đình tôi phải canh giữ ở đây không thể nào bảo vệ anh nên anh phải cẩn thận cố gắng đừng suốt đầu lộ diện đừng để bị người khác tấn công lễ rửa tội lôi trì là cơ duyên nhưng trong đó cũng ẩn chứa rất nhiều nguy hiểm thị là on đường tuân hồi lễ rửa tội lôi trì là gì đức bạch thụy du nói lôi trì nghe nói là những người sáng tạo thần đình dựa vào sức mạnh tạo hóa trời đất liên kết tạo ra bảo vật vai trò của lôi trì rất đơn giản chính là thức tỉnh sức mạnh ẩn giấu bên trong huyết mạch cái gọi là lễ rửa tội chính là lễ rửa huyết mạch giống như các tu ma sử dụng hồ máu trước đây nhưng hung bạo và lớn mạnh hơn, cũng nguy hiểm hơn nhiều. Lôi trì tổng cộng có 9 tầng, anh cần phải đánh bại lôi quang nguyên linh ở mỗi tầng, và nuốt chừng nó rồi hòa vào máu của mình. Đó chính là quá trình của lễ rửa tội lôi trì. Đường Tuấn khẽ trao mày, hỏi, lôi quang nguyên linh là cái gì? Bạch Thụy Du giải thích, lôi quang nguyên linh là một cách kính tượng, nó có cảnh giới tu luyện như người vượt ải, nhưng có lôi linh thể thuần chất nhất. Lôi quang nguyên linh tầng 1 sẽ mở khóa 10% lôi linh thể, sức mạnh có lẽ gấp đôi anh. Tầng 2 mở khóa 20%, sức mạnh gấp 4 lần anh, đại loại là như vậy. Đường tuần hồi, vậy thì tính ra tầng 9 cũng chỉ mới mở khóa 90% lôi linh tầng 10 ư. Thể, chẳng lẽ còn có? Bạch Thụy Du lắc đầu, dường như có chút bất lực, nói, lôi trì trong truyền thuyết đúng là có 10 tầng, nhưng kể từ khi lôi trì xuất hiện thì không còn nghe thấy ai có thể vượt đến tầng 10 nữa. Đã gần 10 vạn năm kể từ khi lôi chi sáng lập, thành tích tốt nhất cũng chỉ là tầng 8. Vẻ mặt anh ta trở nên nghiêm nghị, ảnh mất tỏ vẻ nặng nề, nói, nghe nói tầng 10 có một cây bảo thụ tầm trong lôi đình tiên thiên. Chỉ cần ăn được trái của bảo thụ là có thể một động tác phá vỡ cảnh giới hóa thần. Đương nhiên, những điều này anh nghe thôi là được rồi. Với thực lực và thiên bẩm của anh thì có thể đạt được đến cấp 4 cũng coi như là không tệ. Chắc là Hồng Nhật Linh có thể đạt đến cấp 5, nói không chừng có thể có cơ hội vượt lên cấp 6 chương 1913, tôi hiểu được, là bởi vì Hồng Hữu Châu. Đường Tuấn không nhịn được cười, nói thì ra anh cũng coi trọng Hồng Nhật Linh. Bạch Thụy Du nói, đây không phải là coi trọng, mà là sự thật. Ở cổ vực, lúc đầu cửu nha chọn anh rồi lại từ chối anh, cuối cùng chọn Hồng Nhật Linh chính là minh chứng. Anh phải thừa nhận rằng bản thân không bằng anh ta về mặt thiên bẩm. Cường giả thật sự sẽ biết nhìn vào trái tim bản thân, hiểu rõ vị trí của bản thân và sẽ không đấu tranh cho một mới lập thời anh phải những lợi ích và mất mát tạm thời. Anh phải hiểu những điều này. Thì ra là vậy, nghe xong, Đường Tuấn không nhịn được cười. Anh suy nghĩ giây lát và quyết định không nói ra chuyện anh từ chối cửu nha ở cổ vực. Dù sao kể chuyện này ra thì cũng không có ai tin. Bạch Thụy Du nói, bởi vì lần này, Hồng Nhật Linh đã thể hiện sức mạnh và thiên bẩm, rất nhiều người trong thần đình coi trọng anh ta, nhưng tôi lại xem trọng anh. Ngày hôm sau, các trưởng lão thần đình dẫn theo hơn 90 thí sinh đã thông qua thi luyện đi đến căn cứ thần đình. Lần này không phải ngồi bảo khí trên không, mà là dùng trận pháp di chuyển. Mười mấy trưởng lão thần đình vận dụng trận pháp, cùng lúc đó, đốt cháy hàng vạn nguyên thạch thượng phẩm, một tia sáng xé toạc khoảng không, một cánh cổng thấp thoáng dưới một chùm ánh sáng. Đường Tuấn cùng đám đông đứng trong chùm ánh sáng, biến thành một luồng ánh sáng rồi biến mất bên ngoài cánh cổng ánh sáng vô cùng chói mắt khiến anh mù trong chốc lát, đợi anh nhìn rõ cảnh tượng trước mắt thì trong ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Chiều vào tầm mắt là các định nghỉ mát bị ánh sáng bao phủ, những tòa nhà này không có bất cứ sự nương tựa nào, giống như được xây dựng trong hư không mỗi một tòa đều rất nguy nga. Ngước nhìn lên trên, kiến trúc càng hoành tráng, hơi thở mạnh mẽ lan tỏa. Một dòng thác nước không nhiều trên xuống biển thì con biết rộng bao nhiêu chút xuống, xuống và đổ về đâu. Không biết từ nơi nào đổ. Đường Tuấn với tinh thần dũng mãnh, nhưng cũng sướng sở trước cảnh tượng vô cùng ngoạn mục này trong giây lát. Huống chi là những người khác. Hồng Nhật Linh thất thần trong giây lát, nhưng ngay sau đó cậu ta đã bình tĩnh lại. Cậu ta nhìn mọi người bằng ánh mắt có chút ngạo mạn và coi thường. Chỉ khi cậu ta nhìn thấy khuôn mặt điềm tĩnh của Đường Tuấn trở nên lạnh lùng, thì sâu trong ánh mắt, đợi đến khi tiến vào lôi chỉ thì anh sẽ biết điểm khác biệt. Hồng Nhật Linh thấy khó chịu trong lòng. Khổ 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 một tiếng ho nhẹ làm mọi người hoàn hồn lại một người mặc áo khoác dài màu đen người đàn ông trung niên có vẻ mặt lạnh lùng như xương xuất hiện trước mặt mọi người ông ta không che giấu sức mạnh của mình hơi thở lan tỏa mọi người tỏ vẻ ngạc nhiên người trung niên này là cao thủ của cảnh giới bản bộ hóa thần tôi tên là hồng hữu châu là thầy giáo của mọi người trong khoảng thời gian tiếp theo tôi sẽ dạy mọi người con đường tu hành người đàn ông trung niên nói Chào Hồng trưởng lão, mọi người khom lưng hành lễ với vẻ mặt cung kính. Đường Tuấn chỉ chắp tay hành lễ như thường thấy trong giới tu hành. Anh không khom lưng nên thành ra rất đặc biệt trong đám đông đang khom mình. Nhưng Đường Tuấn thấy rất bình thường, chưa nói đến việc hành lễ của anh không có chỗ nào thất lễ, sức mạnh hiện giờ của anh có tư cách kết giao với bản bộ hóa thần ngang hàng rồi. Cũng như anh, Hồng Nhật Linh không khom lưng nhưng hồng nhất Linh khác với đường tuấn cậu ta bước đến trước mặt hồng hữu châu và gọi chú ba hồng hữu châu nhìn cậu ta khen ngợi cháu cũng khá lầm không phụ thiên bẩm vào huyết mạch này hồng nhật linh mỉm cười đứng sang một bên mọi người đều ngơ ngác không ngờ hồng hữu châu lại là chủ ba của hồng nhật linh đợi đến khi mọi người cùng đứng dậy thì hồng hữu châu mới nói mọi người có thể là thiên tài ở bên ngoài nhưng ở đây mọi người chỉ là một người bình thường nên tốt nhất là hãy buông bỏ lòng kiêu ngạo có một số người có thiên bẩm rồi thấy minh tài giỏi không coi ai ra gì không biết kính sợ loại người này sao có thể đi xa được ba gia không nói có vài người l mặc dù ông ta ta không nói có vài người là ai nhưng lúc nói ánh mắt nhìn về hưởng đường tuấn rồi nghĩ đến những chuyện trước đây ruông tuân biết là ông ta đa ai mà không biết là ông ta đang hạ thấp sau đó không hiểu châu dẫn mọi người đi qua đám mây mù đến trước một ngọn núi và nói đây là nơi ở tạm thời của mọi người ông ta vừa phất tay, từng tia sáng từ trên tay ông ta rơi xuống lòng bàn tay của mọi người, con số trên mặt lệnh bài là số phòng của mọi người. Đợi ông ta nói xong, mọi người nhún nháo tự tìm chỗ ở cho mình. Đến lúc mọi người rời khỏi, một luồng sáng từ xa rơi. Xuống cạnh Hồng Hữu Châu, người này khom mình nói, Sư Tôn, đã sắp xếp xong rồi, nhưng dù sao người đó cũng được thống lĩnh Bạch Thụy Du coi trọng, sắp xếp anh ta ở đó e có chút không ổn, Hồng Hữu Châu nghe vậy, khẽ cười khẩy, nói, người khác bạch thụy du anh ta, tôi cũng không sợ. Tất cả mọi người nói anh ta là người đầu tiên dưới hóa thần, tôi đã sớm muốn thỉnh giáo thử xem. Vẻ mặt người đi tới hơi sợ hãi, không nói thêm gì nữa, chỉ là trong lòng mặc niệm thay cho cái tên gọi là Đường Tuấn kia. Đường Tuấn cầm lệnh bài trong tay, trên lệnh bài viết hai con số 93. Lần theo sự chỉ dẫn của khí thức trên lệnh bài, Đường Tuấn bay đi về phía chân núi Thanh Phong này cảm nhận được sự thay đổi xung quanh, lông mày anh hơi nhăn lại. Bởi vì đi lên thanh long, nguyên khí trong trời đất càng nồng đậm, đi xuống thì càng loãng. tranh lệch trong đó khoảng chừng một đến hai lần. việc này không công bằng. thành tích của chúng tôi cho dù không phải quá tốt, nhưng không đến mức phân đến nơi có cấp bậc thấp nhất. cấp bậc nồng độ nguyên khí này ngay cả môn phái của chúng tôi cũng không bằng. vừa nãy tôi nhìn thấy tên phạm mánh kia cũng đi vào động phủ cấp thứ sáu tên kia giết em mờ nha trong cổ vực còn chưa bằng một nửa của chúng tôi. Bỗng nhiên, một giọng nói từ phía trước cách đó không xa truyền vào trong tai đường Tuấn. Đường Tuấn lại đi về phía trước, vừa hay nhìn thấy người nói chuyện, không phải ai khác, chính là Chu Kính. Ở bên cạnh anh ta, còn có hai người A La Nạp và Cổ Minh. Phía sau bọn họ, chính là ba căn động phủ, phân biệt ghi rõ 90, 91 và 92. Động phủ số 93 của đường Tuấn, lại còn xa hơn một chút, có vẻ hoang vu hơn. Thấy Đường Tuấn, sắc mặt Chu Kính khẽ thay đổi, nói: "Sao anh có thể tới đây? Với thành tích và thiên phú của anh, thống lĩnh Bạch Thụy Du chắc chắn đã sắp xếp cho anh động phủ tốt nhất, anh đến đây là nhìn trò cười của chúng tôi sao?" Lông mày Đường Tuấn nhíu lại, quay lệnh bài trong tay hướng về phía ba người, không nhịn được hỏi: "Cậu nói lệnh bài này đại diện cho cấp bậc động phủ?" Ba người A La Nạp nhìn số 93 trên lệnh bài của Đường Tuấn, không nén được vẻ không dám tin trên gương mặt, nói, nhóm người chúng ta tổng cộng có 93 người đi vào, động phủ thì căn cứ vào xếp hạng mà quyết định, động phủ số 93 là động phủ cuối cùng, tại sao có thể ở trong tay của anh? chương 1914, Hồng Hữu Châu, Hồng Nhật Linh Trên mặt đường Tuấn hiện ra lửa giận, Bạch Thụy Du nói không sai, tranh đấu bên trong thần đình kịch liệt và trắng trợn hơn so với tưởng tượng của anh. Chúng tôi cũng không ngờ bối cảnh của Hồng Nhật Linh lại hùng hậu như vậy, bản thân anh cẩn thận một chút đi. Nghĩ thông suốt những thứ này, ba người chu kính trái lại trở nên bình tĩnh, dù sao so với đường Tuấn mà nói, cảnh ngộ của bọn họ cũng không có bết bát như vậy. Đường Tuấn cầm lệnh bài trong tay, rất nhanh chóng đã đến động phủ của mình. Cái gọi là động phủ, chính là một hang núi xây dựa lưng vào núi. Trong động phủ, có một không gian cỡ nhỏ, không đủ trăm mét vuông, có bảy trận pháp tụ linh cỡ nhỏ, trận pháp và địa mạch tương liên, nguyên khí ngược lại có chút nồng đậm, ít phải nồng đậm hơn rất nhiều so với bên ngoài. Đương nhiên, so với những động phủ phẩm cấp cao hơn kia thì động phủ này không tính là cái gì. Cả chút nguyên khí này vốn dĩ không đủ số lượng cho tôi hô hấp thổ nạp. Đường Tuấn vận hành thần tàng quyết, trong động phủ vốn cũng coi như dày đặc nguyên khí lập tức bị cắn nuốt hết sạch, chỉ có thể vận hành dựa vào tụ linh trận, chậm rãi bổ sung nguyên khí. Hồng Hữu Châu, Hồng Nhật Linh, ánh mắt Đường Tuấn trở nên lạnh lẽo. Không ngờ rằng hai người này lại bắt nạt trên đầu anh. Anh nhìn tụ linh trận cỡ nhỏ kia, vẻ mặt khẽ nhúc nhích, khoanh chân ngồi xuống, nói nếu bọn mày đã muốn chơi, vậy thì chơi cùng bọn mày một chút. Trạng thái tinh thần anh chìm vào trong nguyên anh của tử phủ. Nguyên anh nhìn chính là đường tuấn bản mini, thậm chí còn linh động hơn, có cảm giác phần khiết không dơ bẩn, dường như là do trời đất thai ngén. Tuy nguyên anh không đội mũ, nhưng trên người lại mặc một bộ quần áo rất kỳ lạ trên quần áo vầng sáng quay vòng, mỗi một khắc đều có khí thức không giống nhau phát ra. Vốn dĩ loại sức mạnh kia là hình thức ban đầu của pháp tắc không gian. Đường Tuấn nhìn ánh sáng trói lọi màu bạc nhạt trên quần áo, trong lòng khẽ lay động. Bộ quần áo trên người Nguyên Anh này là tự động sinh ra khi anh tu luyện mấy ngày nay. Hôm đó đám người Bạch Thụy Du nhận ra anh tu xuất ra hình thức ban đầu của pháp tắc không gian, Đường Tuấn đã có thêm nhiều ý nghĩ. Bởi vì sức mạnh tương tự, trên người anh còn có 98 cái. Mỗi một cái cũng không yếu hơn bao nhiêu so với hình thức ban đầu của pháp tắc không gian. Ngũ hành, âm dương, thời không, đây chính là chín pháp tắc lớn, người tu hành bình thường có thể nắm giữ một loại thì có tư cách của bán bộ hóa thần, không ngờ tôi vậy mà nắm giữ 99 loại. Ngoài chín loại pháp tắc, vẫn còn có nhiều loại pháp tắc như vậy, pháp tắc hắc ám, pháp tắc quang minh, pháp tắc tinh thần, pháp tắc tịch diệt mỗi một loại đều đại diện cho hệ thống sức mạnh khác nhau. Có lẽ đây mới là hệ thống pháp tắc hoàn chỉnh. 99 loại hình thức ban đầu của pháp tắc tạo thành áo của Nguyên Anh. Đường Tuấn chỉ hơi kinh hãi khi vừa bắt đầu, rất nhanh bình tĩnh trở lại. Theo chuyển động của trạng thái tinh thần anh, tốc độ quay vòng của vầng sáng trên áo Nguyên Anh nhanh thêm mấy phần. Một luồng sức mạnh từ ấn đường đường Tuấn hóa thành sợi tơ, bắn vào bên trong tụ linh trận cỡ nhỏ kia, tiếp đó theo sức mạnh của địa mạch mà đi lên. Đây là hình thức ban đầu của pháp tắc hệ thổ, khiến cho anh không gặp trở ngại trong địa mạch. Trường 1915 không có nguyên khí mọc lên như pháo hoa. Hai người so sánh, động phủ bên dưới chắc chắn chính là ổ ăn mày. Bên trong đại điện của cung điện, Hồng Nhật Linh ngồi trên chủ vị thật cao, phía dưới là hơn 10 đệ tử mới thành công tiến vào thần đình lần này, gần như cũng là thiên tài tu hành xếp 30 thứ hạng đầu tiên. Khóe miệng Hồng Nhật Linh mỉm cười, tay phải bưng chén rượu, tay trái nhẹ vỗ về cửu nha, nhìn có chút đắc ý. Đại ca Hồng quả nhiên lợi hại, cái gì cũng không cần làm đã sắp xếp tên nhóc đường Tuấn kia đến động phủ số 93. Đây chính là động phủ cấp bậc thấp nhất, làm sao có thể so với vùng đất tu hành trù phú, hùng vĩ xa hoa này của đại ca Hồng này. Tiền tài, bạn bè, phương pháp, không có một nơi tu hành tốt, còn tu hành cái rắm tốc độ tu luyện giảm mạnh, tương lai chỉ có thể bị đại ca Hồng càng kéo càng xa. Tôi mời đại ca một ly, sau này chúng tôi sẽ theo anh lăn lộn trong bữa tiệc có vị tu sĩ trẻ tuổi đứng lên nịnh nọt nở nụ cười với hồng nhật linh tiếp đó uống một hơi cạn sạch rượu trong chén hồng nhật linh khẽ nhấp một cái hiển thị rõ khi phách cao nhân vốn dĩ căn cứ vào sự sắp xếp của thần đình tên nhóc đường tuấn kia sẽ ở cùng một chỗ với đại ca hồng trong tòa cung điện này được hưởng nguồn tài nguyên giống với đại ca hồng nhưng bây giờ cứ như vậy tài nguyên tu luyện của anh ta cũng rút lại trên phạm vi lớn toàn bộ lọt vào túi đại ca Hồng. Sau này làm sao có cơ hội đuổi kịp đại ca? Nghe người ta nói khi anh ta nhìn thấy động phủ của mình thì tức giận đến nói không ra lời, ra mình lại, không gặp bất kỳ người nào. Tôi thật sự rất muốn nhìn bộ dạng kia của anh ta. Ha ha ha! Một đám đệ tử mặc ý cười to, trong lúc nói chuyện tràn đầy khinh thường đối với Đường Tuấn. Lần này không thấy được có chút đáng tiếc, nhưng về sau có rất nhiều cơ hội. Làm kẻ địch với tôi, chính là kết cục này. Hồng Nhật Linh đắc y nói. Hồng Nhật Linh vừa nói vừa cười, dáng vẻ ngông cuồng, thoạt nhìn có bao nhiêu đắc ý thì có bấy nhiêu đắc ý. Tòa cung điện này gọi khôi điện, là thánh địa tu luyện tốt nhất trên thanh phong này, vốn là dựa theo sự sắp xếp của thần đình, là do cậu ta và Đường Tuấn ở chung. Nhưng bởi vì cậu ta không muốn sống chung một mái nhà cùng với cái tên đáng ghét kia, bởi vì Hồng Hữu Châu nhẹ nhàng gạch một cái trên danh sách bố trí, toàn bộ những thứ này đã biến thành vật sở hữu riêng của cậu ta, mà cái tên khiến cho người ta ghét kia lại vào động phủ kém nhất trong Thanh Phong. Sư huynh Hồng, nghe nói trong tòa khôi điện này có một tòa tụ linh trận to lớn, khi khởi động có thể dẫn động nguyên khí trời đất trong phạm vi 10 dặm. Nguyên khí phun trào như nước thủy triều, sau đó lại dâng trào trên vùng trời khôi điện, giống như pháo hoa loá mắt. Cảnh tượng thần kỳ tráng lệ này, chúng tôi vẫn chưa thấy qua bao giờ, không biết sư huynh có thể biểu diễn cho chúng tôi một phen không? Trong bữa tiệc, một cô gái dung mạo tương đối xinh đẹp hỏi hồng nhật linh tiếng nói vừa dứt lại có vài người lên tiếng phụ họa sư huynh cảnh đẹp như kia vừa hay góp vui cho chúng ta mời sư huynh ra tay để chúng tôi mở mang kiến thức một chút hồng nhật linh nhìn đám người vô cùng mong đợi nụ cười đắc ý trên mặt càng đậm nói đây chỉ là việc nhỏ tôi đã khống chế tụ linh đại trận trong khôi điện muốn khởi động chỉ là việc nghĩ ngợi một chút các cậu xem đây nói xong hồng nhật linh nhẹ nhàng dậm chân một cái trong miệng quát nhẹ, mở. Em mờ thanh trong trẻo, giống như sấm mùa xuân. Theo tiếng quát, nguyên khí trong điện bỗng nhiên đập liên tục, như nước sôi sùng sục. Sau đó chỉ thế thôi, cái gì cũng không xảy ra. Audio điện tử võ tấn bền. Trường 1916, chúng tôi đi theo cùng sư huynh. Trong sân lập tức hoàn toàn yên tĩnh, đám người vốn chuẩn bị khen ngợi há hốc mồm, lời gì cũng nói không được. Vẻ mặt Hồng Nhật Linh hơi lúng túng, nụ cười trên mặt cứng đờ, đặt chén rượu xuống, nghiêm túc quát lên, "Mở." Vẫn chỉ có giọng nói lanh lảnh như tiếng sấm của cậu ta vang lên, tiếp đó vẫn là không xảy ra chuyện gì. Lần này sắc mặt Hồng Nhật Linh đột nhiên u ám, gần như có thể chảy ra nước. "Sư huynh Hồng, có phải anh uống nhiều quá rồi không? Vận hành pháp lực có chút không trôi chảy, nếu không thì đợi ngày khác rồi thử lại." Có người thấp giọng khuyên nhủ. Lời nói vừa dứt người kia đã cảm thấy sát ý từ chỗ sâu trong mắt hồng nhật linh rơi vào trên người anh làm cho lông tơ trên bề mặt da của anh ta dựng đứng những người khác dùng ánh mắt nhìn kẻ ngu nhìn người nói chuyện hồng nhật linh là ai đây chính là thiên tài tu hành tu vi đạt đến cảnh giới nguyên anh hậu kỳ đừng nói chỉ là vài chén rượu cho dù uống mấy trăm cân rượu xuống cũng sẽ không ảnh hưởng đến tinh thần của cậu ta nhưng hồng nhật linh liên tục hai lần khởi động tụ linh trận thất bại khiến cho bọn họ cũng cảm thấy cực kỳ kỳ quái sư huynh hồng có phải tụ linh trận lâu năm không tu sửa hay không có vài chỗ hỏng rồi có người hỏi sắc mặt hồng nhật linh hơi trầm xuống nói tôi đi xem một chút đám người vội vàng nói chúng tôi đi theo cùng sư huynh tụ linh trận giấu ở bên dưới nền móng khôi điện thiết lập ở bên trong thanh phong ở giữa còn có không biết bao nhiêu cấm chế bảo vệ người bình thường hoàn toàn không vào được nhưng mà những người này đều là thiên tài tu hành chân chính thực lực hùng mạnh bọn họ dậm chân một cái, thì hóa thành từng vệt sáng biến mất. Nơi sâu trong lòng đất cách khôi điện gần ngàn mét, một vùng u ám, tựa như biển sâu, mười mấy vầng hào quang xuất hiện ở bên trong nơi u ám này, chiếu rọi bừng sáng. Trong ánh sáng, chính là Hồng Nhật Linh và hơn 10 người nam nữ kia. Nhìn bóng tối và hư vô tựa như biển sâu ở trước mặt, sắc mặt của mọi người hiện đầy vẻ kinh ngạc và không thể tin được. Đây là không gian trong lòng đất của tụ linh trận khôi điện, vốn nên có một tòa tụ linh trận và khí địa mạch hoàn chỉnh nhưng bây giờ tòa tụ linh trận không thấy rồi khí địa mạch kia cũng không thấy khó trách vừa rồi hồng nhật linh không cách nào khởi động được tụ linh trận trong lòng mọi người không khỏi nghĩ đến đồng thời sinh ra vẻ sợ hãi tụ linh trận đã được hồng nhật linh luyện hóa tương liên với tinh thần cậu ta sao có thể có người trộm đi thần không biết quỷ không hay chớ nói chi là khí địa mạch chi khí nặng nề cỡ nào Ít nhất phải có sức mạnh của Bán Bộ Hóa Thần mới có thể bắt giữ khí địa mạch. Nói cách khác, rất có thể là một cao thủ cảnh giới Bán Bộ Hóa Thần lấy đi tụ linh trận và sợi địa mạch này. Sắc mặt Hồng Nhật Linh tái xanh, trong mắt phảng phất ngọn lửa thiêu đốt, xem ra đã phẫn nộ tới cực điểm, lúc nào cũng có thể bộc phát. Chương 1917 đây là lưỡng giới bi. Đám người nhao nhao gật đầu, rõ ràng cùng nhận thức với quan điểm này. Hừ có lẽ anh ta cũng không có bản lĩnh này nhìn một vùng không gian hư vô trước mắt hồng nhật linh tức giận đến phổi cũng muốn phát nổ tụ linh trận và khí địa mạch mới là trung tâm của khôi điện không còn hai thứ này khôi điện chỉ là một tòa cung điện lộng lẫy giàu sang mà thôi nói về sự trợ giúp đối với tu hành còn không bằng động phủ thông thường cậu ta còn chưa nóng thì đã xảy ra chuyện này quả thật chính là hung hăng đánh bà tay lên trên mặt cậu ta mất hết mặt mũi Hết lần này tới lần khác cậu ta cũng không dám làm ầm lên, bởi vì Hồng Nhật Linh độc chiếm Khôi Điện vốn dĩ là không tuân theo quy định, hơn nữa người ra tay kia tu vi chỉ e là sẽ không yếu hơn so với Hồng Hữu Châu bao nhiêu. Nhưng chuyện này nhất định phải điều tra, có thể lặng yên không một tiếng động tiến vào nơi này, nhất định là người tu hành đã ngộ ra được pháp tắc hệ thổ, loại người này ở bên trong thần đình cũng không nhiều. Ánh mắt Hồng Nhật Linh lộ ra ánh sáng âm u lạnh lẽo. Nói, về phần tên kia, đã không cần tôi ra tay rồi. Ở chân núi Thanh Phong này, trong động phủ số 93 kia, Đường Tuấn ngồi xếp bằng, luồng không khí màu vàng trong lòng bàn tay đang cuộn trào, nếu nhìn kỹ thì có thể phát hiện ra luồng không khí này lại tạo thành một con rồng nhỏ. Hoàng Long gầm thét trong lòng bàn tay Đường Tuấn, gào thét không tiếng động, nhưng từ đầu đến cuối không cách nào thoát khỏi bàn tay khống chế của Đường Tuấn. Không ngờ rằng khí địa mạch của Thanh Phong này lại nồng đậm đến mức độ này tạo thành địa mạch Hoàng Long. Mặc dù chỉ là ấu tùng, nhưng đã vô cùng phi phàm. Đường Tuấn nhìn Hoàng Long trong lòng bàn tay, trên mặt mang ý cười. Vừa rồi anh chui vào không gian lòng đất, đương nhiên nghe được lời Hồng Nhật Linh bọn họ nói, dưới cơn nóng giận đã thu vào tụ linh đại trận và con địa mạch Hoàng Long này, khiến cho vùng đất chủ phú để tu hành của Hồng Nhật Linh biến thành nơi vô dụng. Khí tức truyền ra từ bên trong khí địa mạch, Đường Tuấn cũng thầm kinh hãi. Nếu như chiếm đoạt con địa mạch Hoàng Long này, tu vi của anh chắc chắn có thể tăng lên một đoạn lớn. Dường như cảm nhận được ý nghĩ của Đường Tuấn, địa mạch Hoàng Long lại không dễ dụa nữa, cuộn thành một vòng, trong đôi mắt rồng nho nhỏ lộ ra vẻ đáng thương, lại hướng về phía Đường Tuấn xin khoan dung. Thế mà đã sản sinh ra một tia linh thức. Đường Tuấn nhíu mày, bỗng nhiên trong lòng của anh khẽ lay động, một tấm bia đá cao khoảng người trưởng thành xuất hiện ở trước mặt anh. Đây là lưỡng giới bi. Đây là lưỡng giới bi, danh sưng có thể chấn áp hai con đường thế giới, chống lại lưỡng giới bi của không gian phong bạo. Có lẽ trong mắt người khác, lưỡng giới bi là bảo khí mạnh nhất, thậm chí là bảo vật hiếm có khi so với linh khí ở một vài năng lực nào đó cùng với sự tu luyện ngày càng nguyên thâm của đường tuấn, cơ hội dùng lưỡng giới bi ngày càng ít đi. Nếu không nhờ vào sự thay đổi lần này thì có lẽ lưỡng giới bi đã bị lãng quên rồi. Cảm nhận được khát vọng từ trong lưỡng giới bi truyền ra, đường tuấn trao mày ngạc nhiên chương 1918, không ngờ đó là quy luật hệ thổ hoàn chỉnh. Người khác tu luyện đều là vô thức giải phóng ra hơi thở và nguyên khí trong khi hút địa mạch hoàng long tu luyện. Có ai như Đường Tuấn, nhổ tận gốc địa mạch hoàng long và tụ linh trận, anh muốn nuốt chửng nó. Trần trừ dây lát, cuối cùng Đường Tuấn vẫn không nuốt chửng hoàng long, anh vừa ấn lòng bàn tay đã truyền nguyên khí địa mạch vào trong lưỡng giới bi. Lưỡng giới bi phóng ra ánh sáng ngay lập tức, quầng sáng màu vàng nhạt tràn ngập từng góc xó trong động phủ. Vô số tia sáng chuyển động trên mặt bia, những phù văn bị tàn phá lại từng bước được phục hồi hoàn chỉnh. Đường tuấn mặt biến sắc. Lưỡng giới bi hoàn chỉnh sẽ không thua gì bảo vật linh khí, thậm chí còn quý giá hơn những linh khí bình thường. Bởi vì trên lưỡng giới bi sẽ có quy luật không gian và quy luật hệ thổ. Lưỡng giới bi ở trong tay đường tuấn, nhưng vì nó bị phá hỏng nên hai quy luật chân ý sớm đã biến mất hoàn toàn. Hiện giờ, cùng với nguyên khí địa mạch hòa vào lưỡng giới bi, hai kiểu quy luật chân ý bỗng nhiên được phục hồi. Những phù văn được hình thành từ các tia sáng chính là quy luật chân ý. Không biết đã trải qua thời gian bao lâu, ánh sáng trên lưỡng giới bi cuối cùng đã hoàn toàn đi vào thân bia. Lúc này, nhìn lại lưỡng giới bi có thể nhận ra bề mặt lưỡng giới bi đầy các phù văn huyền diệu. Mặc dù không hoàn toàn hoàn chỉnh, nhưng quy luật hệ thổ trong đó gần như viên mãn, điểm khác biệt chỉ là quy luật không gian, không ngờ đó là quy luật hệ thổ hoàn chỉnh. Đường Tuấn kinh ngạc nhìn lưỡng giới bi và nói, quy luật hệ thổ trên mặt bia mang đến cho mọi người cảm giác viên dung như ý, chứa đựng ý nghĩa bí ẩn của đạo. Anh đột phá Nguyên Anh, bước đầu đã hiểu được hệ mẫu của 99 quy luật, nhưng chỉ là hệ mẫu mà thôi. Thần thông lĩnh hội của anh vẫn chỉ dừng lại ở Đại Thừa Viên Mãn. Muốn thật sự hiểu được quy luật chân ý, đối với lĩnh hội thần thông trước hết phải đạt đến cấp bậc hoàn hảo vốn dĩ cho dù đường Tuấn có xuất sắc thế nào thì quá trình này cần phải mất rất nhiều thời gian. Nhưng trong khoảng thời gian lưỡng giới bi phục hồi, hệ mẫu quy luật hệ thổ đạt đến cấp bậc viên mãn, chỉ còn thiếu một bước nữa là đã kiểm soát được quy luật hệ thổ. Không ngờ lưỡng giới bi có hai tác dụng, cảm nhận được sự bành trướng của pháp lực hệ thổ trên áo Nguyên Anh, trong lòng anh có chút cảm khái. Mặc dù cảnh giới hiện tại của anh không phải là cảnh giới Nguyên Anh sơ kỳ, nhưng hiểu đạo đã đạt đến cấp bậc bán bộ hóa thần so với bán bộ hóa thần thì anh chỉ thiếu pháp lực và tích lũy. Nay pháp lực của anh đã đạt đến mức độ 7 ngàn nguyên, sớm đã vượt qua ngưỡng cửa bán bộ hóa thần, nhưng đây không phải là giới hạn của anh. Đường Tuấn rất rõ. Tinh thần nhìn ánh sáng xoay chuyển trên áo nguyên anh, trong lòng đường Tuấn có chút mong đợi tha thiết. Bỗng nhiên nét mặt anh thay đổi, anh thu hồi lại lưỡng rơi bi. Anh vừa mới làm xong thì những điều cấm của động phủ bị một cơn gió xé toạc. Mỗi một động phủ đều có hộ pháp ngăn cấm, không có lệnh bài hoàn toàn không vào được. Bắt buộc phá vỡ điều cấm tiêu biểu cho sức mạnh to lớn và khinh thường với chủ nhân động phủ. Chương 1919 những nhát kiếm mưa lửa cũng tan biến theo. Bà là ai?" Đường Tuấn hỏi. Người phụ nữ lạnh lùng cười nói, "Tôi là Lương Thiên Lam. Cậu chính là thằng nhãi mà Tạ Cẩm Tú đã nói đến sao?" Nhìn có vẻ không lợi hại như lời bọn họ đã nói. Nghe xong, Đường Tuấn cũng hiểu ra, hóa ra người phụ nữ này là người của tổ chức diệt thần. Cái thứ đó không dễ lấy, nếu thực lực của cậu quá yếu thì đổi người khác. Nói xong câu này, Lương Thiên Lam nhướng mày, hai ngón tay đan vào nhau, ngọn lửa tạo thành kiếm một tiếng xoẹt phá vỡ không gian bay đến chém Đường Tuấn. Trên ngọn lửa chứa đựng sức mạnh to lớn của quy luật ngọn lửa, không gian như bị đốt cháy, phát ra tiếng sột soạt đáng sợ. Lương Thiên Lam đã dùng sức mạnh của cảnh giới bán bộ hóa thần với nhát kiếm này không còn là sự thăm dò đơn giản nữa mà là muốn cho Đường Tuấn một bài học. Đường Tuấn cảm thấy nhát kiếm này là cố tình. Nếu là cảnh giới Nguyên Anh đỉnh cao bình thường thì ít nhất nhát kiếm này cũng làm bị thương nặng. Đôi mắt Lương Thiên Lam khẽ lim dim, sâu trong đôi mắt ẩn dấu nụ cười chế nhạo. Trong lòng Đường Tuấn có chút tức giận, thân hình anh hóa hư không để tránh nhát kiếm này. Lương Thiên Lam cười khẩy, nói cậu đã hiểu được hệ mẫu của quy luật không gian thì làm sao tôi không biết được? nhưng cũng chỉ là hệ mẫu mà thôi. Tôi có hàng ngàn cách để đối phó với cậu, làm thế nào cậu cản được một nhát kiếm của quy luật ẩn chứa lửa chứ? Dường như để ứng nghiệm lời nói của bà ta, hỏa kiếm phát ra một tiếng nổ bùng, khắp bầu trời hóa thành một trận mưa lửa, mỗi giọt mưa chính là một nhát kiếm, phong tỏa cứng toàn bộ không gian trong động phủ. Giờ cậu còn muốn chạy đi đâu? Lương Thiên Lam cười mỉa mai. Mặc dù Đường Tuấn là người trong tổ chức cử đến hợp tác với bà ta nên chắc chắn là sẽ không giết, nhưng ai bảo anh có liên quan đến người phụ nữ tên tạ cẩm tú kia, dạy cho một bài học nhỏ cũng không sao. Không dám đối mặt với nhát kiếm này, thật không có dũng khí, tạ cẩm tú mù rồi sao? Sao lại thích cái tên như cậu, Lương Thiên Lam chế diễu? Ai nói tôi muốn bỏ chạy? Đúng lúc này, một giọng nói lạnh lùng vang lên bên cạnh Lương Thiên Lam. Cùng lúc đó là tiếng nắm đấm phá vỡ không gian. Nắm đấm của đường tuần uốn lượn như bệnh trùng tơ đập xuống bờ vai của Lương Thiên Lam không chút khách sáo. Biến hóa quá nhanh, đợi đến khi nắm đấm vùng xuống thì Lương Thiên Lam mới phản ứng, trên nắm đấm chuyển đến sức mạnh khủng khiếp, một cú đấm làm toàn thân bà ta run rẩy và liên tục lùi mấy bước về sau. Những nhát kiếm mưa lửa cũng tan biến theo. chương 1920, ở tầng 5 ư. Lớp sau của cảnh giới Nguyên Anh đỉnh cao lại làm bà ta bị thương. Cậu dám, Lương Thiên Lam hoảng hồn, Nhìn Đường Tuấn bằng ánh mắt giận dữ, trong ánh mắt không giấu được ý định giết người. Còn muốn tiếp tục đánh sao? Đường Tuấn cũng nhìn Lương Thiên Lam với bộ dạng không chút sợ hãi. Lương Thiên Lam ngực đập nhanh liên hồi, phải mất rất lâu mới bình tĩnh lại, nét mặt trở lại điềm tĩnh và thản nhiên. Đương nhiên là bà ta có lòng tin giết chết Đường Tuấn. Bà ta là bán bộ hóa thần, lĩnh hội được sự tồn tại to lớn của quy luật hoàn chỉnh còn đường tuấn có mạnh cỡ nào thì cuối cùng vẫn không phá vỡ được ngưỡng cửa đó trong mắt bà ta thì anh chỉ là loài run dế to xác nhưng lần này để lấy được thứ kia thì tổ chức đã bố trí rất lâu và đường tuấn là một phần không thể thiếu bà ta không muốn bị trách phạt chỉ vì giết một con run dế tâm trạng bình tĩnh lại lương thiên lam chậm rãi nói cậu khá lắm đợi chuyện này giải quyết xong tôi sẽ xin tổ chức về công lao của cậu bà ta đã quyết định sau khi giải quyết xong chuyện này sẽ giết Đường Tuấn để trút giận. Đường Tuấn cười, sao anh không biết suy nghĩ của Lương Thiên Lam được, anh nói các người muốn tôi làm gì? Lương Thiên Lam nói, ở tầng 5 lôi chỉ có dấu một bảo vật mà chúng tôi cần. Cậu hãy đi lấy ra giúp. Nói xong, Lương Thiên Lam lấy ra một bức tranh, trên bức tranh vẽ một mảnh vụn rất lớn, mảnh vụn ấy có hình dạng không bình thường, bên trên có sấm sét lập lòe dù chỉ là một bức tranh nhưng có thể cảm thấy hơi thở dao động rất mạnh mẽ. Ở tầng 5 ư, ừ, đường Tuấn khẽ cho mày, trong lòng có chút nghi ngờ, tầng 5 lôi chỉ không phải là nơi khó vượt qua, bảo vật ở đây trông có vẻ rất mạnh, sao có thể chỉ ở tầng 5. Lương Thiên Lam nhìn thấy bộ dạng của đường Tuấn, cười khẩy nói, đương nhiên là tôi biết chỉ dựa vào thiên bẩm của cậu không lên đến được tầng 5. Bà ta lấy ra một cây trăm, trên cây trăm có khắc hoa văn huyền diệu như ngọn lửa đang đốt cháy ngoài ra, trên cây châm còn có hơi thở sấm sét. Vốn dĩ vượt qua lôi chỉ không thể dùng bất cứ vật dụng nào, nhưng lôi hỏa châm là vật tôi dùng lôi hỏa trong lôi chỉ chế tạo, lôi chỉ sẽ không gây khó dễ. Cậu cầm lấy lôi hỏa châm, khi gặp phải lôi linh không đấu lại được thì hãy dùng đến nó. Nhưng năng lượng dự trữ trong lôi hỏa châm chỉ có thể dùng hai lần, ba tầng đầu tiên phải tự dựa vào bản thân. Lương Thiên Lam lạnh lùng nói, nếu ba tầng đầu tiên cậu cũng không vượt qua được thì chết trong lôi chỉ cũng đáng đời dứt lời, bà ta để lôi hỏa châm xuống rồi quay người đi. Đường Tuấn cầm lấy lôi hỏa châm, thần thức thâm nhập vào như sợi tơ. Đây là cách người xưa dùng linh tơ, ban đầu nó được sử dụng để chẩn đoán bệnh ở người, lúc này dùng để tìm kiếm lôi hỏa châm. Đi sâu vào trong thần thức, một hơi thở to lớn xuất hiện trong cảm nhận của đường Tuấn. Hơi thở này có sự điên cuồng của sấm sét và ngọn lửa nóng hừng hực. Đây là thủ đoạn của bán bộ hóa thần. Audio điện tử võ tấn bền. chương 1921, cậu sắp xếp xong chưa? Nay anh đã tu luyện thành nguyên anh, nhả ra anh khí có thể ôn dưỡng binh khí. Lôi hỏa châm là bảo khi bán bộ hóa thần đã chế tạo, được coi là vô cùng lớn mạnh rồi. Nhưng trong mắt đường Tuấn cũng chỉ có vậy. Với anh, lôi hỏa châm không cần thiết. Anh khí có thể ôn dưỡng binh khí, nhưng cấp bậc anh khí của anh quá cao, những binh khí bình thường hoàn toàn không chịu đựng được ý nghĩ anh dao động, lưỡng giới bi lại xuất hiện trước mặt anh. Nay lưỡng giới bi đã hoàn chỉnh hơn rất nhiều, bởi vì địa mạch Hoàng Long nên đã sinh ra trí tuệ tâm linh, nó vừa xuất hiện đã bày tỏ thiện ý và thân thiết với Đường Tuấn. Có lẽ tôi có thể dùng bia này làm căn cứ để tạo ra thần binh cho chính mình. Đường Tuấn nhìn lưỡng giới bi, trong lòng dần dần có ý nghĩ. Vật liệu của lưỡng giới bi rõ ràng không bình thường, trận này được anh thu vào trong tử phủ, khi bị anh khí tấn công cũng không bị tổn hại thời gian hoàn chỉnh lưỡng giới bi chỉ mới có hai quy luật hoàn chỉnh, dù có như vậy vẫn có thể trấn áp lưỡng giới. Nếu tôi in toàn bộ 99 quy luật lên bia thì bia này sẽ đạt đến mức độ nào? Đôi mắt đường Tuấn càng thêm sáng rực. Đến lúc đó, có lẽ không thể gọi là lưỡng giới bi nữa. Nếu đã như vậy, bia này nên có cái tên thuộc về mình. Đường Tuấn suy nghĩ, nói, vậy thì gọi là bia vạn giới. Bia vạn giới lưỡng giới bi có được tên mới bỗng trở nên run run như thể cảm thấy vô cùng vui sướng vì điều này trong thần đình trời quang mây tạnh các loài thú lạ đang phi nước đại khắp nơi đều khác biệt rõ ràng lương thiên lam bay qua từng ngọn núi cuối cùng bà ta bay vào trong ngọn núi đang có ngọn lửa cháy quanh các đệ tử xung quanh thấy vậy vội cung kính nói lương trưởng lão lương thiên lam không trả lời bà ta trở về cung điện trên đỉnh hỏa diễm với vẻ mặt u ám phụt một tiếng có một ngọn lửa đang đốt cháy hư không trong lòng bàn tay của bà ta. Mình phải giết cái tên đó, một cảnh giới nguyên anh bé xíu lại dám kiêu ngạo trước mặt mình. Lương Thiên Lam nhỏ giọng gáo thét. Xoạt, một bóng người mặc áo dài đen toàn thân xuất hiện trong cung điện, lặng lẽ nhìn Lương Thiên Lam. Lương Thiên Lam chút giận trong chốc lát, rồi mới nhìn người mặc áo dài đen nói cậu sắp xếp xong chưa? Khuôn mặt của người mặc áo dài đen bị bóng tối bao trùm, nhìn không rõ ràng, dùng một giọng nói không phân biệt được là nam hay nữ, đã sắp xếp xong. Chỉ cần mảnh vụn lôi trùy được khơi ra thì đến lúc đó lôi trì sẽ hỗn loạn, nói không chừng ngay cả Lam Thiên Sứ cũng phải phân tinh thần ra chân áp. Chúng ta sẽ nhân cơ hội này hành động. Lương Thiên Lam cười nói, như vậy là tốt nhất, cái thằng nhãi chỉ đó là mồi nhử, sao diệt thần lại giao chuyện lớn cho thằng danh đó được. Người mặc áo dài đen nói, cho dù anh ta có thể sống lại trong hơi thở của lôi trùy, cũng sẽ bị thống lĩnh, trưởng lão thần đình đuổi đến bất cứ lúc nào, thậm chí là Lam Thiên Sứ sẽ giết cho hồn bay phách lạc. Lương Thiên Lam đằng đằng sát khí nói, đương nhiên là tôi biết, chỉ tiếc không thể tự tay giết chết cái tên đó. Chỉ cần lấy được thứ kia rồi trở về diệt thần, còn ai dám nói tôi không bằng tạ cẩm tú. chương 1922 Ngay sau đó, Đường Tuấn biết rõ lòng thù địch của Vương Hoán là đến từ đâu. Giờ Yên Nhi Điện Hạ đã là đệ tử của Lam Thiên Sứ Đại Nhân, thân phận cao quý biết bao. Cho dù trước đây hai người là bạn bè hay mối quan hệ nào khác thì tốt nhất anh cũng đừng có nghĩ đến nữa. Năng lực và thiên bẩm của anh không xứng với Yên Nhi Điện Hạ. Giọng nói lạnh lùng của Vương Hoán vang lên trong thức hải của Đường Tuấn. G. Yêu ông Hoan không dèm xia đen bong nói xong, Vương Hoán không đếm xỉa đến Đường Tuấn nữa. Hôm nay, anh ta là người thay thế Hồng Hữu Châu làm hướng dẫn giới thiệu cho các đệ tử vừa mới vào thần đinh, không có thời gian gây hấn với đường tuấn hóa ra là do yên nhi sắc mặt đường tuần thay đổi yên nhi trở thành đệ tử của lam thiên sứ điều này làm anh thấy có hơi bất ngờ lam thiên sứ là người đầu tiên của của thần đình là cao nhân cảnh giới hóa thần thật sự thần đình chỉ là một đại tông môn siêu cấp mà thôi phòng công pháp điện diễn võ phòng vũ khí quý và các phòng ban khác đều có thể thấy mỗi người đều có công việc của mình trong thần đình lúc này Vương Hoán chỉ tay về phía ngọn núi đang bị ngọn lửa bao quanh với khuôn mặt sợ hãi và tôn kính. Anh ta giới thiệu, ngọn núi này là phòng hình phạt trong thần đinh, phụ trách phòng hình phạt là trưởng lão Lương Thiên Lam. Nếu đệ tử thần đình phạm lỗi sai thì sẽ bị giam vào trong đỉnh núi hỏa diễm, hầu như không ai có thể sống sót thoát khỏi nơi đó. Anh ta vừa dứt lời thì mọi người chợt im lặng, trong ánh lệ ra nên cảm thấy dính nói mắt lộ vẻ sợ hãi. Lẽ ra nên cảm thấy đỉnh núi hỏa diễm nóng hừng hực, nhưng lúc này lại khiến cho bọn họ thấy vô cùng lạnh lẽo đúng lúc này đỉnh núi hỏa diễm bằng tách ra một con đường một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp bước ra từ trong ngọn lửa đang cháy rực nhìn thấy có người đến vương hoán vội khom lưng củi người nói lương trưởng lão người đó chính là lương thiên lam khác bao gồm hồng nhất l những người khác bao gồm hồng nhật linh đều sướng sờ bọn họ chào hỏi tới tấp tham kiến trưởng lão tuần không hành lồi anh dùng sau đảm đường tuấn không hành lễ, anh đứng sau đám đông, cùng với Lương Thiên Lam bốn mắt nhìn nhau. Lương Thiên Lam nhìn Đường Tuấn với ánh mắt lạnh lùng xen lẫn cảnh cáo như thể đang nói với anh rằng anh không được nói chuyện. Cũng may mọi người đứng dậy nhanh chóng và không nhìn thấy cảnh tượng này. Chẳng ngờ Diệt Thần lại sắp xếp trưởng lão phòng phụ trách hình phạt làm nội ứng thần đình. Trong lòng Đường Tuấn có chút sợ hãi, anh lại càng thêm đề cao thủ đoạn của Diệt Thần. Đệ tử khóa này không tệ, đặc biệt là cậu lương thiên lam nhìn mọi người ảnh mất chỉ tập trung lên người hồng nhật linh trong giọng nói chất chứa đầy sự khen ngợi hồng nhật linh kiêu ngạo vươn mình nói cảm ơn lương trưởng lão lương thiên lam gật đầu nói với vương hoàn chắc là cậu muốn dẫn bọn họ lên thang trời phải không vương hoàn gật đầu nói đúng thế vừa đúng lúc nhìn xem bọn họ có thể đi được bao xa trên thang trời đây cũng là ý của thầy lương thiên lam ừm một tiếng và xua tay Giờ Vương Hoàn mới dẫn người đi tiếp, khi Đường Tuấn đứng trong đám đồng cuối cùng lướt ngang qua Lương Thiên Lam, giọng nói của Lương Thiên Lam vang lên bên tai của anh, cậu đã biết thân phận của tôi rồi. Nếu cậu dám nói lung tung nửa chữ thì tôi sẽ giam cầu vào trong đỉnh núi Hỏa 18 đập Pi u diễm. Chắc cậu cũng biết rõ, tôi là trưởng lão phòng hình phạt, còn cậu chỉ là một đệ tử bình thường mới vào thần đình, lời nói của cậu sẽ không có ai tin đâu. Thì ra Lương Thiên Lam đặc biệt xuất hiện để cảnh cáo Đường Tuấn anh, thế nào là lên thang trời? Sau khi rời khỏi đỉnh núi hỏa diễm, mọi người bất ngờ hỏi Vương Hoán. Vương Hoàn cười nói, thang trời là cách kiểm tra thực lực của thần đình. Tổng cộng có một ngăn bậc, 600 bậc đầu tiên là kiểm tra thực lực của tu hành giả dưới cấp độ cảnh giới hóa thần, 400 bậc cuối cùng là nhằm vào các tu hành giả từ cảnh giới hóa thần trở lên. Hiện giờ trong thần đình, có thể vượt qua 1.000 bậc thang trời chỉ có Lam Thiên Sứ Đại Nhân. P. Anh Vương vượt qua được bao nhiêu bậc? có người hứng như hơi, vết qua được bao nhiêu bậc. Vương Hoản kiêu ngạo cười, nói, mấy hôm trước vừa. Vượt qua được 300 bậc. Thấy mọi người không có khái niệm gì với điều này, Vương Hoãn nói tiếp. Trong số các đệ tử dưới cấp độ bán bộ hóa thần, cao nhất cũng chỉ vượt qua được 350 bậc, thành tích của tôi xếp thứ 8 trong bảng xếp hạng. Lần này nói xong, mọi người trở nên xôn xao và nhìn Vương Hoán với ảnh mắt vô cùng khâm phục số lượng của cảnh giới Nguyên Anh trong thần đình nhiều vô kể. Vương Hoán có thể xếp hạng 8, thành tích này đúng là rất lợi hại. chương 1923 Vương Hoán nhìn mọi người với vẻ mặt hài lòng, nói tiếp, lần đầu tiên mọi người lên thang trời, kinh nghiệm và thực lực vẫn chưa đủ, có thể leo lên được 50 bậc cũng coi như không tệ rồi. Anh ta nhìn Hồng Nhật Linh nói, có lẽ anh có cơ hội leo lên 100 bác, 1000 ping 001. Hồng Nhật Linh thấy vui mừng trong lòng, nhưng vẫn nói, không bi kíp với anh nói ring trong tăng nhân kịp rồi. Vương Hoán nói, đừng khiêm tốn, tiềm lực của anh rất tốt. Có lẽ 10 năm nữa có thể leo lên được 300 bậc và đạt đến trình độ hiện giờ của tôi. Mọi người lập tức nhìn Hồng Nhật Linh với ánh mặt ngưỡng mộ. Tê núi của Vương Hoàn trong cùng với câu nói của Vương Hoàn, trong lòng mọi người không khỏi có chút kích động, ai cũng muốn một lát leo thêm trời nữa, cố gắng thể hiện hết mình. Vài bậc thang, một lúc sau, thứ gọi là tháng trời xuất hiện trước mắt mọi người. Thang trời được xây dựng giữa hai ngọn núi cao vạn mét, trên đỉnh núi cao, mây trắng lượn lờ bao phủ nửa phần trên của thang trời nên không thấy được cảnh tượng bên trong. Nhưng ở nửa phần dưới của thang trời, có thể nhìn thấy các đệ tử của thần đình đang leo lên khó nhọc. Có một số đệ tử nghiến chặt răng, mồ hôi nhễ nhại toàn thân, cố hết sức leo lên. Cũng có một số đệ tử không chịu được áp lực trên thang trời, từ trên cao lăn xuống, và vào giữa những tầng mây ở bên dưới, bọn họ phát ra tiếng kêu không cam tâm. Vương Hoàn đưa mọi người vào trong và đương nhiên là thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Biết là người mới vào thần đình lần đầu leo thang trời, có rất nhiều người dừng lại và chuẩn bị quan sát hành tời có F24 người. Vương Hoán trầm giọng nói, trên thang trời, thực lực không phải là giả nên nếu cảm thấy không trụ được nữa thì hãy rút lui để tránh bị thương. Vâng, mọi người trả lời. Đi thôi, theo mệnh lệnh của Vương Hoán, hơn 90 người mới chạy đến thang trời. Đường Tuấn đứng trước thang trời, ngẩng đầu nhìn thang trời đang ấn hiện đâu đó trong đám mây, trong lòng anh có hơi sửng sốt. Trên con đường núi cạnh thang trời, có một bảng xếp hạng làm bằng màn sáng. Trên bảng xếp hạng ghi lại tình hình leo lên thang trời của mỗi người. Ánh sáng nhấp nhảy mỗi phút mỗi giây vì có người đang lập thành tích mới. Bảng xếp hạng chia thành hai phần là bản bộ hóa thần và cảnh giới nguyên anh. Trong đó, trên bảng xếp hạng của cảnh giới bán bộ hóa thần, đứng đầu chính là thống lĩnh phía tây Bạch Thụy Du. Hồng Hữu Châu và Lương Thiên Lam lần lượt xếp vị trí thứ 6 và thứ 7. Bảng xếp hạng bản bộ hóa thần có 20 có 20 b bản bộ hóa thần trong nhân sinh con ba người, hay nói cách khác, ít nhất có 23 cảnh giới. Trả trách thần đình có thể khinh thường hết thảy những thực lực khác, ngay cả Thượng Tam Tông cũng không xem ra gì. Còn bảng xếp hạng của cảnh giới Nguyên Anh, đường tuần chi liếc qua mà không xem nhiều. Khi anh đang kiểm tra bảng xếp hạng thì có một đám đệ tử mới nhún nháo leo lên thang trời. Lúc đầu tốc độ đều khá tốt, nhưng dần dần có người bị chậm lại. Chỉ có vài người có thể duy trì tốc độ, trong số vài người đó đứng đầu là Hồng Nhật Linh. Hành trình thang trời, thực lực không thể nào giả được. Đây là lời Vương Hoán đã nói lúc nãy, đám người A La Nạp và Chu Kính ngước nhìn những bóng dáng ở phía trước với tâm trạng vô cùng phức tạp. Lúc này, bọn họ đang đứng trên hơn 30 bậc thang trời, toàn thân ướt đẫm mồ hôi như thể dầm mưa, tử phủ hỗn loạn, pháp lực chuyển động Nguyên Anh không biết khó hiểu gấp mấy lần. Bọn họ biết rõ đây là áp lực thang trời tạo cho bọn họ. Với thực lực hiện tại của bọn họ, nhiều nhất là lên thêm 10 bậc nữa là điểm cuối của hành trình này. Thật lợi hại, A à La Linh, nạp tự đáy lòng khen ngợi Hồng Nhật. Chu Kính gật đầu, nói, đúng là anh ta rất lợi hại. Đường Tuấn đâu, anh ta đi đâu rồi? cổ minh bất chợt hôi. Trong lòng Chu Kinh hai người có chút dao động, đưa ánh mắt tìm kiếm trong đám đông phía trước nhưng lại không nhận ra bóng dáng quen thuộc khai. Anh ta đang xem bảng xếp hạng. Cổ minh hơi nghiêng người, vừa đúng lúc nhìn thấy điểm. Xuất phát của thang trời, đường Tuấn hứng thú nhìn bảng xếp hạng ở đó. Đám người Chu Kính ngơ ngác, không ngờ đến giờ đường Tuấn vẫn chưa đi bước nào. Trường 1924, Chẳng lẽ anh ta không định leo lên thang trời ư? Cổ Minh khẽ nhíu mày. Chú ý đến đường Tuấn không chỉ có đảm người cổ Minh. Kể từ sau khi đường Tuấn thể hiện hệ mẫu của quy luật không gian, có rất nhiều người không còn coi thường sự tồn tại của anh. Đứng đầu trong đám đông là Hồng Nhật Linh đứng ở bậc 70 mấy trên thang trời, đường Tuấn quay người nhìn bên dưới. Mỗi bậc thang trời đều rất rộng, cách nhau rất xa nên lúc này trong mắt cậu ta đường Tuấn chỉ là một loài run rế Cậu ta lại những giới mỗi hồi trên chán, trên khuôn mặt nở nụ cười, nói, sợ thua tôi sao? Cũng coi như tự biết mình, nhưng chẳng lẽ anh cứ mãi không leo lên thang trời ư? Hiện giờ, cậu ta đang đứng ở bậc 70 mấy trên thang trời, cảm thấy rất áp lực. Nhưng đây là không phải là điểm đến của cậu ta, cậu ta cũng muốn leo lên trăm bậc như Vương Hoàn đã nói trước đây. Lúc này, Vương Hoàn cũng trao mày nhìn đường tuần, đứng cạnh anh ta là những đệ tử của thần đình. Anh Vương, đó là người lĩnh hội hệ mẫu quy luật không gian sao. Có người họ lời lĩnh hội hệ mẫu quy. Vương Hoán gật đầu. Người kia lạnh lùng hừ một tiếng, nói anh ta muốn làm gì. Chẳng lẽ anh ta định cư ở mãi nhìn bảng xếp hạng sao? Vương Hoán cười nói có lẽ là anh ta muốn đợi. Hoặc là anh ta muốn có được chút kinh nghiệm từ người khác. Người đó chế diễu nói tu hành là người dám đi đầu. Không có dũng khí, tôi thấy cũng chỉ là có chút thiên bẩm mà thôi đoán chừng có thể lên trên 50 bậc thang trời cũng được lắm rồi." Vương Hoàn Lạc đầu nói, "Là tôi đã đề cao anh ta rồi." Gian, Dương Tuấn đã nhìn chỉ mất ít thời gian, Đường Tuấn đã nhìn xong bảng xếp hạng khổng lồ, sau đó anh vươn vai. Trước ánh mắt của nhiều người, anh bắt đầu leo lên tháng trời 47 anh bắt đầu leo lên thang trời. Một tiếng lộc cộc, anh bước chân vững như núi lên tầng 1 trên thang trời. Một hơi thở tỏa ra từ trong không trung chia làm ba một phần chấn áp thân xác của anh, một phần chấn động nguyên anh trong tử phủ, phần còn lại đập vào thức hải của anh. Đường Tuấn bất giác nhướng lông mày, không ngờ hơi thở này lại có thể kiếm chế thực lực của anh. Mặc dù không đến một phần một vạn, nhưng chung quy đó là một kiểu kiêm chế. Chả trách ngay cả thực lực của Vương Hoán cũng chỉ leo được 300 bậc. Chỉ là hơi thở này từ đâu đến. Đường tuần khế nhầm mắt, tinh thần lực lan tỏa khắp nơi, anh muốn tìm thấy nguồn gốc của hơi thở này. Nhìn bộ dạng của đường tuấn, người bạn bên cạnh vương hoán lại diếu cợt một lần nữa, anh ta khinh thường nói đúng là một tên thỏ đế. Anh cũng không thể trách anh ta được, tầng một thang trời có thể trấn áp một phần một trăm thực lực cảnh giới nguyên anh đỉnh cao. Dù sao anh ta cũng lần đầu leo lên thang trời, không rõ sức mạnh này. Có thể lát nữa anh ta sẽ nhanh hơn, có người giải thích. Hừ, nhìn bộ dạng của anh ta, có lẽ thực lực bị chèn ép không chỉ một phần một trăm. Thần đình tìm người đúng là bằng khóa cũ. Thời xem hồng nhật khóa mới không bằng khóa cũ. Thôi xem hồng nhật linh có thế leo lên 100 bậc hay không. Dứt lời, ánh mắt của bọn họ chuyển từ đường Tuấn sang hồng nhật linh đang ở phía trước. Lúc này, hồng nhật linh đã leo lên đến 90 bậc, chỉ còn 10 bậc nữa là đến 100 bậc. Tinh thần lực của đường Tuấn đi về hưởng hai ngọn núi, ngày còn đường Tuấn ghi càng đi lên thì hơi thở đó càng kiềm chế nghiêm trọng tinh thần lực. Cuối cùng, ngay cả đường Tuấn cũng không thể không dừng lại. Xét về độ cao, lúc này tinh thần lực của anh đã đến gần 500 bậc. Trong lòng anh có chút sợ hãi, nhìn hai ngọn núi kia, trong đôi mắt anh xen lẫn sự kinh ngạc. Hơi thở chấn áp anh không phải đến từ nơi khác, mà chính là đến từ hai ngọn núi kia. Chẳng lẽ hai ngọn núi này là bảo vật gì đó ư? Đường Tuấn thu hồi tinh thần lực vào trong thức hải, trong lòng anh thầm nghĩ. Hai ngọn núi cao đến vạn mét, uốn lượn như thiên trụ, nếu thực sự có bảo vật gì thì chắc chắn không tầm thường, ít nhất là mạnh hơn nhiều so với bia vạn giới. Đường Tuấn lấy lại bình tĩnh, rồi anh ngồi xếp bảng, bắt đầu nghỉ ngơi. Vừa nãy, tinh thần lực của anh vượt một mạch lên độ cao 500 tầng, hao tổn rất lớn, thậm chí còn cảm thấy rất mệt mỏi. Lần ra vẻ này của anh khiến không ít người lộ vẻ mặt chế diễu, mới leo lên bậc một thang trời đã ngồi xuống điều tiết hơi thở, đây là lần đầu tiên trong lịch sử trước giờ. Trong phút chốc, không biết có bao nhiêu lời bàn tán xôn xao về đường Tuấn vang lên, trong tiếng xôn xao gần như đều chứa đầy sự khinh thường. Trải qua đúng hơn nửa giờ, đường Tuấn mới điều chế lại tinh thần và một lần nữa đứng dậy. Ở Nhật Linh đã bước đến vị hiện giờ Hồng Nhật Linh đã bước đến vị trí bậc 98, chỉ còn hai bậc nữa là đến 100 bậc. V. Tuấn lại bước lên tháng trời lúc này, đường Tuấn lại bước lên thang trời, mới bắt đầu từ bậc 2. Tốc độ của anh không nhanh lắm, nhưng rất ổn định. Hơi thở lớn mạnh trên thang trời dường như không ảnh hưởng đến bước chân của anh. Chương 1925. Chẳng mấy chốc Đường Tuấn đã leo đến bậc 20, lát sau, anh lại leo đến bậc 50. Đám người A La Nạp nhìn thấy Đường Tuấn đi qua một cách điềm tĩnh, nét mặt rất là bàng hoàng, miệng há hốc, nói không nên lời. Sau đó, Đường Tuấn vượt qua ba đệ tử thượng Tam Tông ở bậc 80, phía sau để lại một khoảng lặng. Một sự im lặng bởi vì bước chân của Đường Tuấn vẫn ổn định, tốc độ như lúc ban đầu. Lớp chân của Đường Tuấn vẫn ổn định. Lúc này, Hồng Nhật Linh đã bước lên bậc 99 thang trời. Toàn bộ tinh thần và sức lực của cậu ta đều dùng để chống lại hơi thở dồn lên người cậu ta, cậu ta hoàn toàn không chú ý đến những chuyện xảy ra sau lưng. Cậu ta nhìn chăm trăm bậc thang ở phía trước, trong đôi mắt nóng hừng hực và tràn đầy khát vọng. A à, thêm một bước là đêm bị chỉ cần cậu tiến thêm một bước là đến bậc 100. Lúc này, sau lưng cậu ta bỗng chuyển đến một giọng nói, chuyển một giọt, xin chào. Nhường dương một chút 24. Càng leo lên tháng trời đường càng hẹp, vừa đúng lúc Hồng Nhật Linh đang đứng ở giữa tháng trời. Là người anh nào của thần đình leo lên thang trời? Hồng Nhật Linh nghĩ thầm trong lòng và nhường sang một bên. Xin chào. Tạm biệt. Hai câu nói vẫn còn đang vang vọng bên tại Hồng Nhật Linh. Sắc mặt Hồng Nhật Linh tái xanh, vô cùng khó coi nhìn bóng dáng đang đứng ở trên bậc 100 kia, vẻ hung ác trong ánh mắt dần dần hiện lên, mang theo ý vị rét lạnh. Trước khi lên thang trời, tất cả mọi người đều cho là Hồng sẽ là người thứ nhất bà mô lớn bảo mật Nhật Linh sẽ là người thứ nhất bước lên bậc 100. Khi lên thang trời, tất cả mọi người vẫn cho là như vậy. Trên thực tế, bên trong thang trời bậc 99 trước mặt, Hồng Nhật Linh vẫn luôn là người thứ nhất, là đối tượng không biết được bao nhiêu người kinh sợ mà lại hâm mộ. Nhất tinh cũng cho rằng, ngay cả Hồng Nhật Lính cũng cho rằng cậu ta thế nào cũng là người đầu tiên lên bậc 100. Nhưng mà sự xuất hiện của đường tuần phá vỡ sự cho rằng của tất cả mọi người. Tốc độ lên thang trời của đường tuấn cũng không nhanh, rất ổn định đều đặn. Mà trong quá trình lên thang trời, loại ổn định này ở trong mắt người khác chính là nhanh. Cái tên này, Hồng Nhật Linh nằm chặt nắm đấm, ánh mắt gần như sắp hóa thành ngọn lửa, thiêu đốt đường tuần thành cho tàn. Mượn sự tức giận này, Hồng Nhật Linh bước ra cước bộ, một bước đạp mạnh. Cạch, cuối cùng cậu ta đã đạp lên trên thang trời bậc 100. Mặc dù áp lực vô hình trên vai trong nháy mắt tăng lên rất nhiều, khiến cho tử phủ của cậu ta không ngừng lắc lư, nhưng Hồng Nhật Linh vẫn là cần rằng kiến trì, ảnh mất mang theo ý khiêu khích nhìn về phía đường Tuấn, nói tôi cũng lên đây rồi. Có bản lĩnh, thì anh tiếp tục đi lên phía trước đi. Được. Đối mặt với câu hỏi của Hồng Nhật Linh, Đường Tuấn rất bình tĩnh trả lời sau đó giống như trước đó, tùy ý lại đạp một bước về phía trước. Bậc thứ 100 là một. Cậu được không? Đường Tuấn quay đầu nhìn Hồng Nhật Linh, rất nghiêm túc hỏi. Hồng Nhật Linh giật mình, cậu ta cho là đường Tuấn đạp lên bậc 100 chắc chắn cũng đã dùng hết phần lớn sức mạnh, cho nên cố ý khích anh. Không ngờ rằng, đường Tuấn lại thật sự đạp một bước về phía trước, mà còn tùy ý như vậy. Hơ, sắc mặt Hồng Nhật Linh đỏ lên, gầm nhẹ một tiếng, tiếp đó chậm rãi giơ chân lên. Đạp lên bậc 100 đối với Hồng Nhật Linh tới nói đã là giới hạn của cơ thể, một thân pháp lực không ngừng chuyển động, như sông lớn cuồn cuộn, thậm chí kinh mạch có chiều hướng sắp nở căng. Nhấc chân lên vào lúc này, với cậu ta mà nói đã là vượt quá sức chịu đựng. Phù phù. Nói cuối cùng cũng không hạ một bước này, Hồng Nhật Linh cuối cùng cũng không hạ một bước này xuống, cơ thể của cậu ta vụt qua, tiếp đó lăn xuống từ trên thang trời bậc 100. Bên trong ánh mắt mơ hồ Dường như Hồng Nhật Linh nhìn thấy Đường Tuấn cười khẩy với cậu ta một tiếng, sau đó tiếp tục đi lên phía trên thang trời. Làm sao anh ta có thể còn dư sức lực? Đây là ý nghĩ cuối cùng trong đầu Hồng Nhật Linh, sau đó cậu ta đã ngất đi. Người có ý nghĩ này không chỉ một mình Hồng Nhật Linh, còn có rất nhiều người. Người mới lần đầu tiên lên thang trời, có thể lên đến bậc 100 đã là thành tích rất tốt, ai có thể ngờ rằng Đường Tuấn còn có thể tiếp tục. Trong ánh mắt của rất nhiều người Đường Tuần tiếp tục bước lên, bậc 130, bậc 150. Chương 1926. Bước chân của anh vẫn ổn định như cũ, cho người ta một loại ảo giác gần như có thể một mạch đi tiếp nữa. Không biết tại sao, lúc này người lên thang trời cũng ngừng lại, nhìn về vị trí của Đường Tuấn, ánh mắt chuyển rời theo sự di chuyển của anh. Cơ thể đảm người vương hoán chấn động mãnh liệt. Trong ánh mắt tràn đầy vẻ khó tin, đặc biệt là mấy vị tu sĩ châm biếm đường tuấn trước đó, càng xấu hổ đến muốn. Độn thổ cho xong, bởi vì lúc này đường tuấn một bước đạp, lên trên thang trời bậc 300, trong bọn họ ngoại trừ vương. Hoán ra, thì cũng không có người nào đạt vị trí này. Lúc này ở một nơi khác của thần đình, Hồng Hữu Châu, Lương Thiên Lam mấy vị thần đình trưởng lão đang ngồi ở cùng một chỗ thảo luận một vài chuyện. Trưởng lão thần đình có phân chia trong ngoài, giống như bọn người trưởng lão giang đón tiếp đệ tử mới chính là trưởng lão bên ngoài đều là một số người tu hành không có nhiều thiên phú mà những trưởng lão bản bộ hoa thần giống hồng hữu châu này chính là trưởng lão bên trong là nội tinh thật sự của thần đình ô tại nguyên khi địa mạch kia của khôi đêm qua sợi khối điện bị người ta trộm đi rồi đối phương nghị là một vị tu sĩ tu luyện pháp tắc hệ thổ hồng hữu châu trầm giọng nói vừa dứt lời ánh mắt của rất nhiều người trong sảnh cũng rơi vào trên người một vị trưởng lão trong đó. Người trưởng lão bị nhìn chằm chằm kia, nét mặt cứng lại, đập bàn đứng lên, nói các ông có ý gì? Chẳng lẽ các ông cho rằng tôi sẽ không biết xấu hổ mà đi trộm nguyên khí địa mạch của khôi điện sao? Trưởng lão Hoàng, trong trưởng lão của thần đình trưởng lão chỉ có một mình ông tu luyện pháp tắc hệ thố. Có người nói, năm nào, họ Hoàng rồi không đối, vậy thì thế nào? họ hoàng tôi không có làm chính là không có làm hoàng trưởng lão quát lên rồi tôi tin tưởng trưởng lão hoàng tội được rồi tôi tin tưởng trưởng lão hoàng tối hôm qua trưởng lão hoàng vẫn luôn luận đạo cùng tôi không thể nào là ông ta đúng lúc này hồng hữu châu nói đám người lúc này mới thu tầm mắt về hồng hữu châu ở trong nhóm trưởng này có quyền phát biểu rất cao có thể là trong đệ tử cùng thể hệ có người đã tu luyện ra pháp tắc hệ thổ hồng hữu châu trầm ngâm chốc lát mới lên tiếng nếu đối phương tu luyện pháp tác hệ thố vậy thì do trưởng lão hoàng phụ trách chuyện này đi trưởng lão hoàng gật đầu đồng ý hôm nay vừa hay đệ tử mới lên thang trời một lát nữa chắc là thì có tin tức chuyển đến các vị cũng thuận tiện bình luận một chút về đệ tử mới khóa này nếu như có mục đích đại khái có thể thu nhận làm đệ tử hồng hữu châu cười nói đệ tử ưu tú nhất khóa này đương nhiên là hồng nhật linh năm cửu nha trong tay tương lai nhất định có thể vào hóa thần. Nghe nói Hồng Nhật Linh là cháu trai của trưởng lão Hồng, nhà họ Hồng quả nhiên Hồng Phúc Tề Thiên. Có lẽ qua trăm năm nữa, Hồng Nhật Linh và trưởng lão Hồng cùng nhau bước vào hóa thần, một nhà hai hóa thần, đó lại là một câu chuyện mọi người ca tụng. Mấy người trưởng lão có chút xúc động nói, mặc dù là vì nguyên do thân phận của Hồng Hữu Châu, nhưng thiên phủ tu hành của Hồng Nhật Linh quả thật là hết sức ưu tú, khiến cho bọn họ ca ngợi từ trong thâm tâm nghe nói khóa này còn có một đệ tử tu luyện ra hình thức ban đầu của không gian pháp tắc thiên phủ có lẽ cũng không tệ bỗng nhiên có vị trưởng lão nói mọi người nhìn về phía hồng hữu châu sắc mặt hồng hữu châu khẽ thay đổi khoát tay nói trẻ con mà thôi làm sao có thể trèo lên nơi thanh nhã nhìn thấy bộ dạng len ngong hồng hữu châu trong của hồng hữu châu trong lòng mọi người yên lặng liệt đường tuấn vào trong danh sách không được chào đón bọn họ cũng không muốn vì một người đệ tử mà kết thù kết oán với Hồng Hữu Châu. Đúng lúc này, bên ngoài sảnh bỗng nhiên truyền đến một giọng nói lo sợ. Thầy ơi, bên kia thang trời đã xảy ra chuyện rồi. Một người đệ tử la lên, từ bên ngoài sảnh chạy chậm đi vào. Tu vi người này đã đạt đến cảnh giới Nguyên Anh đỉnh cao, đạo tâm hòa hợp, vậy mà lại thất lễ như vậy, có thể suy ra sự việc xảy ra nhất định đã khiến anh ta vô cùng khiếp sợ. Xảy ra chuyện gì? Hồng Hữu Châu nhíu mày hỏi. Có người đã lên 100 bậc thang trời rồi, người đệ tử kia nói. Là Nhật Linh sao? Hồng Hữu Châu hỏi. Sư đệ Hồng đúng là đã leo lên 100 nậc thang trời. Người đệ tử kia tiếp tục nói. Vừa dứt lời, thì một hồi âm thanh chúc mừng chúc mừng, trên mặt Hồng Hữu Châu lộ ra nụ cười. Thầy, có thể sư đệ Hồng cũng không phải là người đầu tiên leo lên 100 bậc thang trời. Sư đệ Hồng dự định leo lên 100 lễ một bậc thang trời, từ bên trên thang trời lăn xuống, bây giờ đang tại trị thương. Hai câu nói liên tục của người đệ tử kia hoàn toàn khiến cho sắc mặt Hồng Hữu Châu trở nên u ám. Vậy thì ai là người đầu tiên leo lên 100 bậc thang trời? Người đó bây giờ đang ở đâu? Trưởng lão Hoàng quát hói. Chương 1927. Có lẽ đây mới là mục đích tồn tại thật sự của thang trời. Tuấn giờ còn đang leo trời, là Đường Tuấn anh ta bây giờ còn đang leo thang trời đã leo lên 400 bậc rồi. Vừa dứt lời, mọi người hoàn toàn yên lặng. Ngày hôm đó, Đường Tuấn leo lên 400 bậc thang trời, làm chấn động thần đình. Thang trời ngàn bậc, dựa vào sức mạnh chia thành 3 đoạn. 450 bậc đầu tiên, dưới bán bộ hóa thần. Bậc 450 đến 600, bán bộ hóa thần. 400 bậc cuối cùng, chỉ có người tu hành cảnh giới hóa thần mới có thể leo lên được. Bậc 400 bây giờ đã có thể xếp thứ nhất trong đệ tử thần đình từ bán bộ hóa thần trở xuống. Trước lúc này, trong các đệ tử thần đình cảnh giới bán bộ hóa thần trở xuống, tối đa cũng mới lên được bậc 350. Hồng Nhật Linh leo lên bậc 100 tuy đã rất xuất sắc, nhưng dưới thành tích 400 bậc của đường Tuấn có vẻ nhỏ bé nực cười như vậy. Tranh lệch này, như cái hào rộng. Sắc mặt Hồng Hiếu Châu u ám, khí thức có xu hướng lúc nào cũng có thể bộc phát, ai cũng không biết ông ta đang suy nghĩ cái gì một lát sau hồng hữu châu mới bình tĩnh lên tiếng hỏi cậu ta vẫn còn tiếp tục leo thang trời sao giọng nói kiềm nén khiến trong lòng người ta không khỏi run lên đệ tử quỳ gối phía dưới kia nơm nớp lo sợ nói ngừng ngừng lại rồi hồng hữu châu nhẹ nhàng gật đầu đứng dậy liếc mắt quét qua mấy vị trưởng lão một cái nói các vị theo tôi đi xem một chút đi xem ra thần đình chúng ta xuất hiện một thiên tài rất giỏi lúc nói chuyện trong mắt ông ta xẹt qua một tia sáng, cho người ta một loại cảm giác vô cùng đáng sợ. Lúc này, tại phía trước hai ngọn núi vô cùng cao lớn, không biết bao nhiêu người ngước đầu nhìn về phía người đang ngồi xếp bằng trên thang trời kia. Bảng danh sách bán bộ hóa thần trở xuống, vị trí đứng đầu bảng đã đổi thành Đường Tuấn. Người này rốt cuộc là ai? Một hơi leo lên 400 bậc, thực lực của anh ta sao có thể kinh khủng như thế? Hồng Nhật Linh lại còn muốn phân cao thấp với anh ta, quả thật là nực cười. Trong lòng của mỗi người đều xuất hiện đủ loại ý nghĩ, có sợ sệt, có kính nể, còn có ngơ ngẩn. Hồng Nhật Linh không biết đã tỉnh lại khi nào, ngơ ngác nhìn đường Tuấn, sắc mặt tái nhợt, ý thù hằn trong mắt dần dần sản sinh. Hôm nay, đường Tuấn đã đoạt tất cả danh tiếng của cậu ta. Bên trên thang trời 400 bậc, vẻ mặt đường Tuấn bình tĩnh, nhưng nếu như quan sát tỉ mỉ, thì có thể nhìn thấy ra thịt toàn thân anh căng cứng, không ngừng rung động. Cho dù là anh, trong thang trời 400 bậc cũng chịu đựng áp lực cực lớn. Mà ở dưới áp lực này, tốc độ vận hành pháp lực trong cơ thể đường tuấn tăng nhanh không ít, khiến cho anh có chút thèm muốn lại là tốc độ luyện hóa pháp lực vậy mà cũng nhanh lên không ít. chương 1928, đường tuấn, cậu không nghe thấy lời của tôi sao? Tu luyện ở trên thang trời 400 bậc, có thể tăng tốc khoảng một phần 10 tốc độ tu luyện. Đây là kết luận anh rút ra khi đã tu luyện một lúc. Ánh mắt của anh nhìn về phía thang trời cao hơn, ánh mắt nóng bỏng thêm vài phần. Càng quan trọng hơn chính là, thang trời 400 bậc vẫn chưa phải giới hạn của thực lực anh, anh có thể đi được xa hơn. Có lẽ có thể một hơi bước qua đường kia của cảnh giới bán bộ hóa thần cũng nói không chừng. Nếu như lại đi về phía trước, biên độ tăng nhanh của tu luyện nhất định sẽ càng lúc càng lớn. Giữa lúc anh chuẩn bị tiếp tục hướng phía trước, một giọng nói uy nghiêm vang lên ở bên dưới thang trời, ngồi ở chỗ đó ảnh hưởng đến những đệ tử khác lên thang trời sao, một chút phép tắc cũng không hiểu, còn không xuống đây. Sắc mặt Đường Tuấn hơi thay đổi, nhìn về chỗ giọng nói. Người nói chuyện là Hồng Hữu Châu. Ông ta mang theo một đám trưởng lão đến. Ánh mắt của ông ta hờ hững nhìn Đường Tuấn, giọng nói bình thản mang theo không thể giọng điệu ra lệnh không được phép nghi ngờ. "Chú Ba." Hồng Nhật Linh đứng ở bên cạnh Hồng Hữu Châu giọng nói lộ ra không cam lòng cùng thù hận hồng hữu châu nhìn cậu ta một cái hư lạnh một tiếng trầm giọng nói chút ngăn trở này thì ý chí xa suốt cháu muốn để cho chú thất vọng sao hồng nhật linh nghe vậy trong lòng đột nhiên chấn động nếu như bình thường hồng nhật linh nhất định sẽ lập tức tỉnh ngộ phấn chấn lại tinh thần nhưng bây giờ đường tuấn như một ngọn núi cao chấn trong lòng của cậu ta tranh lệch như một cái hào rộng khiến cho cậu ta gần như tuyệt vọng sắc mặt hồng hữu châu cứng lại, truyền âm nói, cháu yên tâm, chú sẽ giúp cháu diệt trừ đường tuấn. Trong đệ tử thần đình mới mỗi một khóa, người nổi tiếng nhất đương nhiên là người có thiên phú cao nhất thực lực mạnh nhất. Mà người này cũng có thể được thần đình ban thưởng rất nhiều tài nguyên và thuận tiện, ví dụ như khôi điện trước đây. Hồng hữu châu âm thầm nuôi dưỡng Hồng Nhật Linh nhiều năm như vậy, chính là vì mai kia thành danh, lợi dụng tài nguyên của thần đình hỗ trợ cậu ta nhanh chóng trưởng thành. Nhưng sự xuất hiện của Đường Tuấn làm cho cậu ta cảm thấy sự việc không thể dựa theo suy nghĩ của cậu ta mà tiến hành đặc biệt là lần này mất đi nguyên khí địa mạch khôi điện khiến cho cậu ta đã chịu đựng không ít lời đồn đại vô căn cứ hơi thu lại sát ý trong lòng hồng hữu châu một lần nữa nhìn về phía đường tuấn quát lên đường tuấn cậu không nghe thấy lời của tôi sao sắc mặt đường tuấn hơi trầm xuống hỏi ngược lại trưởng lão hồng vì sao tôi phải xuống tôi ngồi ở chỗ này ngăn cản ai tu luyện giọng nói hai người như tiếng sấm vang lên ở trong sân mỗi người đều nghe thấy hết sức rõ ràng câu trả lời của đường tuấn khiến cho rất nhiều người đều nhìn về phía hồng hữu châu quả thật cho tới bây giờ không có một quy tắc yêu cầu đệ tử thần đình chỉ có thể ở bên trên thang trời đợi bao lâu loại làm khó dễ này của hồng hữu châu có phần quá rõ ràng sắc mặt hồng hữu châu có chút lúng túng không ngờ rằng đường tuấn vậy mà không sợ uy nghiêm của ông ta chút nào Trương 1929 thực lực người này che giấu sâu như thế. Mấy vị trưởng lão khác cũng nhìn về phía Hồng Hữu Châu. Hồng Hữu Châu hừ lạnh một tiếng, nói thực lực người này che giấu sâu như thế, đương nhiên là có mưu đồ, cho dù không phải cậu ta trộm đi nguyên khí địa mạch, chắc chắn cũng có ý muốn khác. Trước tiên bắt cậu ta lại, ép hỏi một chút, nếu như cậu ta là trong sạch, đương nhiên sẽ không làm khó cậu ta. Lý do lần này có chút gượng ép nhưng giọng điệu hồng hữu châu cứng rắn, Lương Thiên Lam cũng biết lúc này không thích hợp để nói thêm gì nữa, trở nên trầm mặc. Hồng Hữu Châu nói lần nữa, trưởng lão Hoàng, còn không bắt cái tên không biết lễ phép kia lại. Đồng thời ông ta truyền âm cho trưởng lão Hoàng, người này làm việc kỳ quặc, cần cho cậu ta một chút trừng phạt. Đợi lát nữa ông ra tay, phá vài cái huyệt then chốt của cậu ta, xem như là một chút dạy dỗ. Trong lòng trưởng lão Hoàng hơi hồi hộp một chút, Người tu đạo chú trọng nhất là viên mãn hai thứ thể xác và tinh thần, hơn nữa mỗi một cái huyệt then chốt đều có liên quan với vận hành pháp lực, nếu như thật sự hủy vài cái huyệt then chốt của Đường Tuấn, tuy sẽ không ảnh hưởng đến tu vi của anh, nhưng con đường tu luyện ngày sau của Đường Tuấn có thể nói là hoàn toàn phế rồi. Vì để cho cháu trai của mình chiếm giữ tài nguyên nhiều nhất, Hồng Hữu Châu vậy mà không chút lưu tình muốn phế đi Đường Tuấn. Trưởng lão Hoàng do dự một chút, cuối cùng đồng ý. Không thể làm gì được ông ta có nhược điểm ở trên người Hồng Hữu Châu. Trưởng lão Hoàng chắp hai tay sau lưng, bắt đầu leo lên thang trời. Hồng Hữu Châu ở bên dưới khẽ cười khẩy. E rằng ngay cả ông ta cũng không ngờ rằng, chính mình đánh bậy đánh bạ vậy mà thật sự tìm được tên trộm nguyên khí địa mạch. chương 1947 Tiêu Xuân Minh lập tức tiêu thất, trong sân chỉ còn lại đường Tuấn cùng lôi mãng trên lõi hải. Đầu kia phía trước tựa sát Tiêu Xuân Minh lôi mãng chi vương sợ hãi nhìn xem đường Tuấn, thân hình không ngừng lùi lại, một nửa thân thể đã dung nhập lõi hải, đầu này lôi mãng linh trí đã không kém, biết mình không cách nào sánh với đường tuấn, liền muốn đào tẩu, đợi tiêu xuân minh trở về. Dương tuần trăm giọng quốc, khốn kiếp, đường tuấn trầm giọng quát lên. Ram, vạn giới bia rơi xuống từ không trung, trong nháy mắt đã chân áp đầu lôi mãng. Đầu lõi mãng này có thể so với nửa bước hóa thần, vốn không phải vạn giới bia có thể chân áp, nhưng lúc này lôi mãng nào dám phản kháng hồ lên một tiếng con mắt to lớn tuôn ra cảm xúc nhận tính hóa điềm đạm đáng yêu nhìn qua đường tuấn linh trí cũng không tệ đường tuấn cười nói anh không có dự định diệt sát lỗi mãng đây mới thật là thiên địa sinh linh tu hành khó khăn hơn không biết bao nhiêu lần so với sinh vật linh trưởng có lẽ mấy ngàn năm sau chính là một tôn hóa thần ánh mắt của anh nhìn về phía khối mảnh vụn to lớn kia lúc này tại lỗi chỉ tầng thứ tám một thanh niên tóc bạc tung bay đang tu hành bên trên mái tóc bạc của người đó, cả trên quần áo, vậy mà đều lập lè lôi điện, dường như người đó chính là một dạng sinh linh sinh ra trong sấm sét dáng vẻ của thanh niên cử như đúc từ một khuôn cùng Tiêu Xuân Minh, nhưng khí tức trên người lại cường đại hùng hồn hơn so với Tiêu Xuân Minh mà Đường Tuấn gặp phải, tựa như một đầu hung thủ ẩn núp cổ xưa, lúc nào cũng có thể tỉnh lại. Một đoàn ngàn cuống từ âm bỗng nhiên, một đoàn ngân quang từ tầng thứ bảy thông bay đến lối vào tầng thứ tám, tốc độ rất nhanh, trên không trung xẹt qua một vệt ngân quang. Ngân quang lướt qua bầu trời u ám, trong nháy mắt chui vào lông mày thanh niên. Đột nhiên, thanh niên mở to mắt, trong đôi mắt bình tĩnh hiện ra tức giận, hắn lạnh lùng rên một tiếng, vậy mà không gian tầng thứ 8 lôi chỉ chấn động dữ dội một chút. Được làm tên nhóc, dám giết phân thân của tôi. Thanh niên rõ ràng là cơ thể phân thân của Tiêu Xuân Minh. Trong lòng anh ta khẽ nhúc nhích, rất muốn lập tức giết đến tầng thứ năm diệt đường tuấn nhưng ý nghĩ này chợt bị anh ta hung hãng đề xuống hắn nhìn về phía không chung lỗi trì ánh mắt ngưng lại nói tiên thiên lôi quả lập tức phải thành thục chỉ cần ta lấy tiên thiên lôi quả xuống lập tức có thể thành tựu chân chính tiên thiên lôi linh thể đến lúc đó thành tựu hóa thần chỉ là vấn đề thời gian vì nhất thời tức giận bỏ lỡ cơ duyên ngàn năm này thực sự không đáng chờ tôi hái được tiên thiên lôi quả vậy cũng có thể giết anh ta có là thần đình trưởng lão cũng không dám ngăn cản tôi. Ý niệm trong lòng chấp động, Tiêu Xuân Minh nhún người nhảy lên, bay về phía không trung. Anh ta lúc này lại muốn xông vào môn hộ lôi trì, nếu thành công, sẽ có thể bước vào tầng thứ 9, chỉ cách chỗ tiên thiên lỗi tầng thứ 10 một chút nữa. Lối chỉ tầng thứ 5, trong biển lỗi, Đường Tuấn nhìn mảnh vụn trước mắt. Mảnh vụn như một tòa núi nhỏ, độ cao gần trăm mét. Quan sát gần như thế, Đường Tuấn càng thêm chắc chân mảnh vụn này cùng với mảnh lỗi hải tuyệt đối là chi vật đồng dạng. Loại kia có cùng nguồn gốc khí tức không giả được. Đôi mắt hơi híp lại, bàn tay anh vươn tới mảnh vụn. Vừa chạm vào đụng tới mảnh vụn, tiếng xoẹt liên tục vang lên, lối điện rậm rạp chẳng chịt chùm lên đầu ngón tay của hắn. Lệ này cũng không làm anh những thứ lôi điện này cũng không làm anh bị thương, ngược lại tiến vào khiếu huyệt anh, hóa thành pháp lực minh mông. Trong nhảy mắt, anh liên đột phá đến anh cảnh. Bên trong nguyên, cảnh giới của anh đã sớm tới, chỉ thiếu pháp lực tích lũy, bây giờ có những năng lượng lối điện này biến thành pháp lực, lập tức liền đột phá. Chương 1948. Bỗng nhiên, một tay khác của anh chấn động một cái, trầm lôi hỏa vốn được anh nằm trong tay đột nhiên bay ra, từ bên trong truyền ra giọng nói đắc ý của Lương Thiên Lam, ha ha ha. Không ngờ cậu vậy mà thật sự đi tới đây, lối đập nát phiến là của tôi, cậu ở chỗ này chờ chết đi lúc nói chuyện, châm lôi hỏa bộc phát ra tia sáng trước nay chưa có, trong đan sen ánh sáng lõi hỏa, một bóng người có dáng vẻ rất giống lương thiên lam xuất hiện trong ánh sáng, bà ta giơ tay vô một cái, cả khối mảnh vụn phát ra âm thanh am am, rung động. Mảnh vụn vốn kết hợp cùng lôi trì lối hải, thoáng một cái bị nhổ động, toàn bộ lõi hải sôi trào, vô số lôi mãng nằm trên đất, không gian tầng lôi trĩ này lay động không thôi, dưỡng như trời muốn sập. Bên ngoài lối hải, bọn người lâm lạc tây đột nhiên đứng dậy, một mặt hoảng sợ nhìn về phía lôi hải, cả gương mặt xinh đẹp y thu xương cũng sát trợn nhìn. Chuyện gì xảy ra vậy? Đám người kinh hãi, không biết làm sao cho phải. Nếu như không gian lôi trì sụp đổ, bọn họ cũng không xong điêu. Bỗng nhiên, trong mắt đà di thiên lóe lên ánh sáng, như thấy được một điểm sáng cảnh trong lôi hải hỗn đột, thất thanh nói, hình như là đường Tuấn đưa tới. Lâm Lạc Tây nghe vậy, khinh thường nói, chút tu vi đó có thể dung chuyển không gian lôi trì không chỉ anh ta những người khác cũng cảm thấy như vậy bên trong thần đình trên đỉnh hỏa diễm lương thiên lam phát ra tiếng cười vui sướng trên đỉnh hỏa diễm dường như đang bành trường theo ha 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 tên nhóc này quả nhiên chúng kể tôi đã ẩn giấu một tia nguyên thần bên trong trầm lôi hỏa bây giờ đã bị phát động lập tức có thể thu thập lôi đập nát phiền vào trong không gian trầm lôi hỏa chờ thu thập lôi đập nát phiền xong trầm lôi hỏa sẽ rời khỏi lỗi hải đến lúc đó tên nhóc kia đợi bị đánh thành cặn bã đi cặn bã đi lương thiên lam cười to nói lương thiên lam cười to nói người mặc áo đen phía dưới nói thủ hồn trụ cột bên kia cũng bắt đầu động tác rất tốt lương thiên lam cười nói trên lõi hải đường tuấn nhìn lương thiên lam trên không trung trên mặt lại không hề bối rối bình tĩnh nói đây là một tia phân tâm của bà lương thiên lam một bên chậm rãi năm lỗi đập nát phiến lên một bên nhìn xuống nhìn xem đường tuấn từ trên cao câu văn cười nói không ngờ nhãn lực cậu vẫn rất tốt cái này đúng là một tia nguyên thần tôi khổ sở phân ra nguyên thần không thiếu sót thần hồn viên mãn đây là tiền đề của đột phá hóa thần chẳng lẽ ngươi không sợ sợi nguyên thần này bị ta diệt sao đường tuấn hỏi trước khi hóa thần nếu như phân tâm đó là chuyện nguy hiểm lại càng nguy hiểm một khi phân ra nguyên thần tổn thương cái kia cơ hồ hóa thần vô vọng Lương Thiên Lam cười lạnh một tiếng, nói, sao tôi lại không biết, cần gì phải cậu tới dạy tôi. Bà ta miệt thị đường Tuấn, nói, đáng tiếc với thủ đoạn của cậu, sao có thể tổn thương phân tâm của tôi được. Chờ tôi thu thập lôi đập nát phiên, chính là ngày chết của cậu. Ô ti, tôi không giết được bà, nhưng tôi có thể trấn áp bà. Đường Tuần thản nhiên nói, cái gì? Lương Thiên Lam thất thanh. Giọng nói bà ta vừa vang lên, vạn giới bia liền thả lôi mãng chi vương ra, trên không hướng về lương thiên lam trấn áp. Không chỉ có vạn giới bia, vô số đầu lôi mãng, bao quát đầu lôi mãng chi vương đồng thời dung nhập khối mảnh vụn kia. Lập tức, mảnh vụn nặng lên gấp mấy trăm lần. Pháp lực lương thiên lam xuất hiện một dấu hiệu không tốt, ngay sau đó vạn giới bia ẩm vang rơi xuống. Lương thiên lam bị nện xuống đất từ trên không trung, chống van bi me xương được từ triển L khóe miệng chảy ra vết máu, nhìn bị thương không nhẹ. Cậu, thực lực của cậu vậy mà đã mạnh đến trình độ này, cuối cùng trên mặt Lương Thiên Lam lộ ra vẻ sừng sốt. Chấn chấn chấn, chương 1949. Đường Tuấn Lưới nhắc nói nhầm cùng người phụ nữ tự cho mình là đúng này, tâm niệm vừa động, vạn giới bia tràn ngập khi tức, lập tức chấn trụ Lương Thiên Lam. Khối lôi đập nát phiến bay lên, rơi trên lưng Lương Thiên Lam. Lối đập nát phiền như núi, dưới núi chân áp Lương Thiên Lam. Lương Thiên Lam lập tức bị chân áp, trong mắt như muốn phun ra lửa giận, cậu dám đối xử với tôi như thế, còn không thả tôi ra, nếu không nể mặt có người đàn bà tạ cẩm tú kia cho cậu chỗ dựa, tôi cũng muốn giết cậu. Đường Tuấn hơi kinh ngạc nhìn xem khối mảnh vụn như ngọn núi nhỏ vậy mà lại giúp anh, nghe vậy cười lạnh nói, bà cảm thấy bây giờ tôi có thể đưa bà sợi phân thân diệt sát sao. Sắc mặt Lương Thiên Lam thay đổi, có lôi đập nát phiến hỗ trợ, Đường Tuấn thật sự có thể diệt sát sợi phân tâm này của bà ta. Phân tâm bị diệt, hóa thần vô vọng, cái giá như thế này bà ta không chịu dung nói. cậu muốn làm gì? lương thiên lam cũng không thể không nhận rõ sự thật trước mắt, thốt ra âm thanh lạnh lùng. đường tuấn sờ lấy mảnh vụn, hỏi, mảnh vụn này rốt cuộc là cái gì? chiến long thích lam mò ha thứ có thể khiến lương thiên lam mạo hiểm phân tâm, tuyệt đối không phải vật phàm. ten marang ihien lam đan biểu cảm trên mặt lương thiên lam thay đổi một hồi, cuối cùng trầm giọng nói, khối này là mảnh vụn lõi trùy. Lôi chủy, Đường Tuấn nhíu mày, Lương Thiên Lam lạnh lùng rên một tiếng, nói, biết động hư cảnh không? Đường Tuấn gật đầu, trên mặt lộ ra vẻ nghiêm trọng. Sau nguyên anh là hóa thần, sau hóa thần là hợp thể, sau hợp thể mới là động hư. Đối với cảnh giới này, Đường Tuấn cũng chỉ biết mà thôi, những thứ khác hoàn toàn không biết. Lương Thiên Lam nói, khối lỗi đập nát phiến này là một bộ phận của quản lý thần binh một vị động hư cảnh. Trong lòng Đường Tuần hơi rung thực lực của anh bây giờ vẫn chưa thể ngang hàng với hóa thần, chứ nói chi là động hư cảnh tranh lệch đến hai đại cảnh giới. E rằng đối phương thổi hơi miệng cũng có thể giết anh. Mà mảnh vụn lại là thần binh mảnh vụn của động hư cảnh. Nhìn thấy biểu cảm của đường Tuấn, Lương Thiên Lam rất hài lòng, ngay sau đó nói cậu biết làm sao tới được chỗ không gian lôi trì này không? Đường Tuấn nói, không phải do mấy vị trưởng lão từ thần đình liên thủ tạo ra sao? Lương Thiên Lam cười nhạo một tiếng, nói nếu thật là như vậy tại sao bọn họ không hải được tiền thiên lôi quả tôi cho cậu biết lôi tin là tiểu thế giới của vị động hạ cảnh cường giả đó lưu lại sau khi chết vị cường giả kia chính là tiên thiên lôi linh thể ầm ầm tinh thần đường tuấn chấn động động hư cảnh cường giả lại được xưng là tạo vật chủ có thể nhất niệm sinh thế giới mảnh không gian lôi trì này chính là thế giới của ông ta sau khi ông ta chết, mấy vị trưởng lão thần đình chỉ đơn giản cải tạo một chút mà thôi, lại dám nói chế tạo một cái thế giới, không sợ cười chết người sao?" Lương Thiên Lam khinh bỉ nói. "Vậy à?" Đường Tuấn ngơ ngẩn. Lôi Trì không gian lại là người tu luyện thể nội thế giới chính mình sáng tạo. Cái này thực sự quá chấn động. Tam Linh Hà bốn trên mặt Lương Thiên Lam lộ ra vẻ sợ hãi, "Nỗi, đừng nói là mảnh không gian Lôi Trì, có một truyền thuyết" Nói thế giới hoang dã nhà chúng ta cũng là thể nội thế giới của một vị cường giả, chỉ là chưa được chứng thực thôi. Im lặng, Đường Tuấn cũng không nói chuyện với Lương Thiên Lam, chỉ đánh xuống lôi đình trên lôi hải. Mặc cho là ai nghe nói thế giới mình đang ở là thể nội của e đều có phản ứng này người khác, e rằng đều sẽ có phản ứng này. Người tu hành cường đại không phải chúng ta có thể tưởng tượng. Sau một hồi lâu, Lương Thiên Lam thở dài, nói với Đường Tuấn, lần này lợi dụng cậu là tôi không phải cậu nói ra điều kiện, tôi nguyện ý đền bù. chương 1950 Đường Tuấn lúc đầu, tinh thần cuồn cuộn đảo qua trầm lỗi hóa, sau khi xác định không còn bất kỳ bí mật nào, anh ném một cái, thu lương thiên lam vào bên trong châm lôi hỏa, đồng thời dùng vạn giới bia chân áp. Am am, lôi đập nát phiến rơi xuống đất, phát ra tiếng vang nặng nề. Đường Tuấn nhìn xem mảnh vụn này, anh có thể cảm thấy đủ, nếu như anh muốn nhặt mảnh vụn này lên mà nói, không có bất kỳ khó khăn gì. Cuối cùng, đường Tuấn từ bỏ. Anh đã nhận được đầy đủ chỗ tốt từ trong mảnh vỡ, cảnh giới trước mắt đã đến nguyên anh cảnh hậu kỳ. Đường Tuấn nhìn xem mảnh lôi hải này, nỗi lòng vẫn khó bình tĩnh như cũ, thật sự lương thiên lam mang cho anh chấn động quá lớn. Nếu như thế giới hoang dã thật sự là sản phẩm sáng tạo của người tu hành, vậy địa cầu thì sao? Còn những tinh cầu còn lại cùng thế giới trong vũ trụ này thì sao, có phải do người tu hành sáng tạo ra không? Nếu như vậy, những người sáng tạo kia thì sao? Đường Tuấn không dám tưởng tượng. Những thứ này đã vượt ra khỏi nhận thức của anh. Đường Tuấn cử như vậy đứng yên thật lâu trên lôi hải, vô số lôi mãng chui ra từ trong mảnh vỡ lần nữa, lại không có quấy dày đường Tuấn. Thật lâu, đường Tuấn thở thật dài một cái, trong lòng dần dần bình tĩnh. Tu vi của anh mới chỉ là nguyên anh cảnh hậu kỳ, nửa bước hóa thần cũng chưa tới, động hư cảnh càng là chênh lệch rất lớn. Cố gắng tu luyện, mới là vương đạo. Anh nhìn lôi đập nát phiến một cái lần nữa, sau đó quay người rời khỏi lỗi hải. Nơi anh đi qua, vô số đầu lôi mãng nhau nhau nhường đường, để chống một không gian tại lôi hải. Bên trong thần đình, tiếng cười lương thiên lam im bặt con vít bài bóp xê dừng lại, giống như con vịt bị bóp cổ, sắc mặt rất khó coi. Thế nào, người áo đen hỏi. Trên mặt lương thiên lam lộ ra một tia sợ hãi và bối rối, nói tôi phần tâm bị trấn áp. Người áo đen cũng ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, vội vàng hỏi là ai ra tay. Lương Thiên Lam lắc đầu nói, tạm thời vẫn chưa rõ ràng làm. Người cũng biết không gian lôi trì là thế giới của một vị động hư cảnh, tự thành một phương thiên địa, có thể che đậy ngoại giới. Nếu không phải đông hưu canh van thất lạc đi cũng không cảm nhận được. Nhưng tôi có thể mơ hồ cảm bị một lực lượng khổng lồ trên áp lực nhận được bị một lực lượng khổng lồ trên áp. Lực lượng kia rất mạnh, Người áo đen nói: "Có phải Đường Tuấn hay không?" Lương Thiên Lam cười lạnh: "Anh cảm thấy có thể không?" Người áo đen không trả lời. "Cứ chờ đợi xem, tất nhiên đối phương chỉ trấn áp phân tâm của tôi, mà không phải trực tiếp chém giết, đã nói đối phương muốn đàm phán cùng tôi." Lương Thiên Lam khôi phục lý trí vững vàng tỏ vẻ bình tĩnh, nói: "Thú hồn trụ cột đắc thủ không?" Người áo đen gật gật đầu. Lương Thiên Lam cười nói: "Vậy là tốt rồi." mặc dù không biết bên trong lôi trì xảy ra chuyện gì nhưng chỉ cần đường tuần sống sót đi ra tôi ép hỏi một chút thì sẽ biết đập nát phiến khôi phục ổn định lại khôn lúc lôi đập nát phiến khôi phục ổn định lại không gian lôi trì cũng khôi phục bình tĩnh trên mặt đảm người lâm lạc tây có vẻ sợ hãi vẫn chưa hoàn toàn thối lui y thu xương đà di thiên hai người vẫn phải tiếp tục xông vào lôi trì sao lâm lạc tây đột nhiên hỏi lần trước mấy người tiến vào lôi trì anh ta và Đà Di Thiên chỉ tới tầng thứ 6, mà Y Thu Sương đến tầng thứ 7. Về phần Tiêu Xuân Minh, cũng chỉ xâm nhập tầng thứ 8, chỉ là không biết hiện tại có xâm nhập tầng thứ 9 hay không. Y Thu Sương trầm mặc trong phút chốc, cuối cùng trên gương mặt xinh đẹp thoảng qua một tia kiên quyết, nói nếu như có thể nhận được bảo vật của hắn, ta sẽ thử một chút. Cô ta nói thử một chút, đương nhiên là xông vào tầng thứ 8, thậm chí cao hơn. Đường Tuấn đi ra, bỗng nhiên, Hồng Nhật Linh hô, Audio điện tử võ tấn bền. Hết chương 1950.